Tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên Tác giả Aymatov Người Thầy Đầu Tiên, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Aymatov, đại văn hào người Nga. Tác phẩm này đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ra đời vào năm 1962, tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên đã gây được tiếng vang lớn khi được nhận giải thưởng danh dự, giải thưởng Lenin qua những trang văn đầm thắm, nhân hậu, lời văn mộc mạc, giản dị, gắn liền với cuộc sống của ngôi làng Kukureo. Nhà văn Tốp đã viết tác phẩm này bằng cả tấm lòng chân thành, rất đỗi kính yêu và trân trọng người thầy đầu tiên của cuộc đời. Thầy giáo Đi Sen đã hy sinh tất cả để gieo vào lòng cô bé Antinai những ước mơ, chăm sóc những hy vọng, vun trồng những ý chí và tưới tắm những quyết tâm để bứt phá và lột xác trở thành con người có ích cho xã hội câu chuyện đã làm rung động hàng triệu trái tim và sẽ mãi khắc sâu trong lòng người đọc về tình cảm thầy trò cao quý thiêng liêng ấm áp và gần gũi là chan chứa tình yêu thương của người thầy đối với học trò và sự trân trọng tôn kính biết ơn của học trò đối với người thầy kính yêu đã hy sinh tất cả để vun trồng mơ ước hy vọng cho những thế hệ tương lai Phần 1. Tôi mở tung cánh cửa sổ, một luồng gió mát lùa vào phòng. Trong ánh lê minh xanh nhạt đang sáng dần, tôi nhìn kỹ những bản nghiên cứu phác thảo của bức tranh tôi vừa khởi công làm. Những bức vẽ ấy nhiều lắm và tôi đã nhiều lần vẽ đi vẽ lại từ đầu. Nhưng bây giờ mà nói, đến toàn bộ bức tranh thì hãy còn sớm, tôi vẫn chưa tìm được cái chính, cái gì giờ đây đang vụt đến với tôi một cách bất ngờ, không gì kìm hãm được mỗi lúc một thêm rõ rệt. Với một âm vang mơ hồ khó hiểu trong tâm hồn, tựa như những tia sáng đầu tiên của buổi lê minh và cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Và lần nào cũng đều như thế, lần nào tôi cũng lại thấy rõ ràng bức tranh của tôi mới chỉ là một ý đồ. Tôi vốn không phải là kẻ ưa nói trước hay báo tin cho bạn bè, ngay cả bạn thân biết trước về một tác phẩm còn dang dở. Chẳng phải vì tôi quá ưa nâng niu tác phẩm của mình mà chỉ vì tôi nghĩ khó lòng đoán biết được đứa bé hôm qua còn nằm trong nôi sẽ lớn lên thành người như thế nào nói đến một tác phẩm dở dang chưa hoàn thành cũng khó như thế nhưng lần này tôi rời bỏ nguyên tắc tôi muốn nói lên cho mọi người nghe thấy đúng hơn là trao đổi với mọi người những ý nghĩ của tôi về bức tranh còn chưa vẽ xong đó không phải là một ý muốn nông nổi tôi không thể làm khác vì tôi cảm thấy một mình tôi không đủ sức đương nổi gánh nặng này Câu chuyện đã làm rung động tâm hồn tôi. Câu chuyện đã thúc giục tôi cầm lấy bút vẽ. Tôi thấy nó lớn lao đến nỗi chỉ riêng lòng tôi thôi thì không sao chữa đựng nổi. Tôi sợ làm sánh mất bát nước đầy, không sao được đến tận tay các bạn. Tôi muốn mọi người khuyên nhủ tôi, mách bảo tôi cách giải quyết. Tôi muốn mọi người dù là chỉ trên dòng tư tưởng, dừng lại cạnh tôi bên giá vẽ cùng dung cảm với tôi. Xin đừng tiếc hơi ấm đang nồng nàn trong tim các bạn. Hãy lại gần đây, thế nào tôi cũng phải kể lại câu chuyện này. Làng Cucureo chúng tôi nằm ven trên núi, trên một cao nguyên rộng có những khe nước ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống. Phía dưới làng tôi là thung lũng hoàng thổ, là cánh thảo nguyên các ca mênh mông nằm giữa các nhánh của dạng núi đen và con đường sắt làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía tây. Phía trên làng tôi, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn. Tôi biết chúng từ thuở bắt đầu biết mình. Dù ai đi từ phía nào, đến làng Kukure chúng tôi cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên. Chúng luôn luôn hiện ra trước mắt, hệt như hai ngọn hải đăng đặt trên núi. Thậm chí tôi cũng không biết giải thích tại sao, phải chăng người ta vẫn đặc biệt trân trọng nâng niu những ấn tượng thời thơ ấu, hay vì do có liên quan đến nghề họa sĩ của tôi. Nhưng cứ mỗi lần về quê, khi xuống xe lửa đi qua Thảo Nguyên về làng, tôi đều coi bổn phận đầu tiên là từ xa đưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy. Dù chúng có cao đến đâu chăng nữa, đứng xa thế nào cũng khó lòng trông thấy ngay được, nhưng tôi thì bao giờ cũng cảm biết được chúng, lúc nào cũng nong rõ. Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Cucurel và lần nào tôi cũng thì thầm với một nỗi buồn da diết. Ta sắp được thấy chúng chưa? hai cây phong sinh đôi ấy sao mong chóng về tới làng chóng lên đồi mà đến với hai cây phong rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất trong làng tôi không thiếu gì các loại cây nhưng hai cây phong này khác hẳn chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng một tâm hồn chan chứa những lời ca êm dịu dù ta có tới đây vào lúc nào ban ngày hay ban đêm Chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình. Có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão rông, xô gãy cành, tỉa trụi lá hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực và trong tiếng gầm bất khuất của chúng ngỡ trường như nghe thấy một lời thách thức ngỗ ngược không đừng hòng bắt ta phải khom lưng khuất phục đừng hòng bẻ gãy thân ta bao nhiêu năm qua sau này tôi đã hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong chẳng qua đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kỳ chuyển động khe khẽ nào của không khí mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoảng qua nhưng việc khám phá ra chân lý đơn giản ấy cũng không làm tôi vỡ mộng xưa không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến nay và cho đến tận ngày nay tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động khác thường tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh cứ vào cuối năm học Trước khi bắt đầu nghỉ hè là bọn con trai chúng tôi lại chạy ào lên đây phá tổ chim. Cứ mỗi lần chúng tôi reo hò, huyết còi ầm ĩ chạy lên đồi là hai cây phong khổng lồ lại nghiêng ngả đung đưa như muốn chào mời chúng tôi đến với bóng dâm mắt rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền. Và chúng tôi, lũ danh con đi chân đất, công kênh nhau bám vào cắt mắt mấu và cành cây trèo lên cao làm chấn động cả vương quốc loài chim hàng đàn chim hoảng hốt kêu lên trao đi trao lại trên đầu nhưng chúng tôi vẫn chưa coi vào đến đây đã thấm gì chúng tôi cứ leo lên cao nữa nào xem ai can đảm và khéo hơn và từ trên những cành cây cao ngất cao đến ngang tầm cánh chim bay bỗng như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng chiều rộng không cùng của đất đai làm chúng tôi sửng sốt mỗi đứa chúng tôi đều nín thở, ngồi yên lặng đi trên một cành cây và quên mất cả chim lẫn tổ chim. Chùa ngựa của nông trường mà chúng tôi vẫn coi là tòa nhà rộng lớn nhất trên thế giới. Ngồi đây chúng tôi chỉ thấy như một căn nhà xét bình thường. Phía sau làng là giải thảo nguyên hoang vu mất hút trong làn xương mờ đục. Chúng tôi cố dương hết tầm mắt, nhìn vào nơi xa thẳm, biên điếc của thảo nguyên và non thấy không biết bao nhiêu là đất đai mà trước đây chúng tôi không biết đến thấy những con sông mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe nói đến những dòng sông lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mỏng manh chúng tôi nép mình ngồi trên các cành cây suy nghĩ đã phải đấy là nơi tận cùng thế giới chưa hay phía sau vẫn còn có bầu trời ấy những đám mây những đồng cỏ và sông ngòi như thế này chúng tôi nóng mình trên các cành cây lắng nghe những tiếng gió ảo huyền và tiếng lá đáp lạ lời gió thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lần sau chân trời xa thẳm biên biếc kia tôi lắng nghe tiếng hai cây phong rì rào tim đật rộn ràng vì thảng thốt và vui sướng trong tiếng sạc sào không ngớt ấy tôi cố hình dung ra những miền xa lạ kia thuở ấy chỉ có một điều tôi chưa hề nghĩ đến ai là người đã trồng hai cây phong trên đồi này người vô danh ấy đã ước mơ gì đã nói những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất? Người ấy đã ấp ủ những niềm hy vọng gì khi vun sới chúng nơi đây trên đỉnh đồi cao này? Quả đồi có hai cây phong ấy, không biết vì sao ở làng tôi họ gọi là trường Duy Sen. Tôi còn nhớ hệ ai lạc mất ngựa, phải đi tìm và hỏi thăm. Này, có thấy con ngựa tía nhà mình không? Là người ta thường hay đáp, chỗ trên kia kìa, gần trường Duy Sen ấy. Đêm qua ngựa vẫn còn ăn cỏ đấy Lên tìm may ra thấy Bắt trước người lớn Bọn trẻ chúng tôi vẫn thường lặp lại không hề suy nghĩ gì Các cậu ơi Lên trường đi sen trèo cây phong phá tổ chim sẻ đi Người ta thuật lại rằng Trước kia trên đồi này có một ngôi trường Nhưng hồi ấy đến dấu vết của ngôi trường chúng tôi cũng chẳng hề tìm thấy nữa Thủa nhỏ tôi đã mấy lần cố tìm cho được Dù chỉ là cái vết tích đổ nát của ngôi trường Tôi lang thang tìm kiếm mãi, nhưng chẳng thấy gì cả. Về sau tôi bắt đầu lấy làm lạ, không hiểu sao người ta lại gọi quả đồ chưa trụi ấy là trường đi sen. Và tôi đã có lần hỏi các cụ già xem đi sen là ai. Một người lơ đãng khoát tay đáp. Đi sen là ai ấy à? Đấy, cái lão bây giờ vẫn còn sống ở đây ấy mà. Trong thị tộc cừu thọt á, đã lâu lắm rồi. Đi sen bây giờ còn là đoàn viên công sơ môn. Thời ấy trên đồi có một căn nhà kho của ai bỏ hoang Duy Sen mở trường dạy trẻ ở đấy Mà nào có ra trường sở gì đâu Chỉ được cái tên thôi Chào ôi Cái thời buổi ấy cũng hay Bây giờ hễ ai nắm nổi bầm cừu Biết đút chân vào bàn đạp Thì làm gì chẳng được Duy Sen cũng vậy Nghĩ ra cái gì là làm cho được cái ấy Bây giờ gian nhà chứ ấy chẳng có Còn lấy một cái hòn đá nhỏ Được mỗi một việc còn lại cái tên Tôi rất ít biết Duy Sen, chỉ còn nhớ đó là một người đã luống tuổi, vóc cao lớn, dáng xương xương, có đôi mày quan rộng, nhà ông ở bên kia sông, đường đội 2. Dạo tôi còn ở làng thì Duy Sen trông coi hệ thống thủy lợi của nông trường và suốt ngày ở ngoài đồng. Thỉnh thoảng ông có đi qua phố tôi, trên yên ngựa buộc một chiếc quốc lớn và con ngựa của ông trông giống như chủ của nó, cũng xương sầu, vó chân thon nhỏ sau đi sen giả đi và nghe nói ông đi đưa thư. Nhưng đó là nhân thể nói vậy thôi, vấn đề ở chỗ khác. Theo quan niệm của tôi lúc đó, thì người thanh niên công môn phải là một chàng ghi ghít nói hăng, làm hăng hơn tất thảy mọi người trong thôn. Thường phát biểu trong hội nghị, viết báo về bọn chơi lười và bọn ăn cắp của công. Và tôi không tài nào hình dung ra được con người hiền lành, dâu dậm ấy trước kia đã có lúc là công môn. Và hơn nữa, điều đáng ngạc nhiên nhất lại là dạy trẻ con học trong khi chính mình cũng chẳng biết được bao nhiêu chữ nghĩa không những chuyện như thế tôi không tài nào hình dung nổi thành thực mà nói tôi coi nó chỉ là một trong bao nhiêu chuyện cổ tích được truyền tụng trong làng mà thôi nhưng về sau mới biết là sự thể hoàn toàn không phải như thế mùa thu năm ngoái tôi nhận được một bức thư điện từ làng tôi gửi đến bà con trong làng mời tôi về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng lấy Tôi lập tức quyết định về làng Vì làm sao tôi có thể ngồi nhà trong một ngày vui của quê hương như thế này được Tôi còn về trước vài ngày nữa là khác Tôi định bụng về sẽ dạo quanh, ngắm cảnh và vẽ ít bức ký họa Trong số những người được mời về dự Hóa ra có cả bà viện sĩ Sulaimanova Tôi nghe nói bà về đây một hai hôm rồi đi thẳng lên Moscow Tôi biết rằng người đàn bà hiện nay đang nổi tiếng ấy Đã rời làng gia tỉnh từ thuở nhỏ sống ở tỉnh thành được ít lâu, tôi cũng đã có dịp làm quen với bà. Bà nhiều tuổi, đẫy đà, mái tóc trải mượt, bạc đi nhiều. Người đàn bà đồng hương nổi tiếng của chúng tôi làm chủ nhiệm bộ môn ở trường đại học tổng hợp, lên lớp giảng triết học, làm việc ở viện Hàn Lâm hay đi ra nước ngoài luôn. Bà thường bận nhiều công việc và tôi vẫn chưa có dịp được quen biết thật gần gũi. Nhưng bất cứ lần nào gặp tôi ở đâu, bà cũng đều quan tâm đến cuộc sống tại quê hương và thế nào cũng bày tỏ ý kiến Dù là vắn tắt về tác phẩm của tôi Có lần tôi đánh bạo hỏi bà Antinai Sulamanova Giá bà ghé về quê thăm bà con trong làng có lẽ hay đấy Ở làng ai cũng biết bà Ai cũng hãnh diện vì bà Nhưng phần nhiều mọi người đều chỉ mới nghe danh tiếng thôi Nên có lúc họ nói rằng bà bác học nổi danh ở làng ta Hình như muốn xa lành chúng ta Quên mất đường về Cucureu rồi Cố nhiên phải về chứ Bà Antinai Suleymanova mỉm cười, buồn buồn. Chính tôi vẫn mơ ước được về Kukureo từ lâu. Đã bao nhiêu năm không về làng rồi. Kể ra tôi cũng không còn họ hàng thân thích gì ở làng nữa. Nhưng vấn đề đâu phải ở chỗ ấy. Thế nào tôi cũng về. Tôi phải về. Hay nhớ quê hương quá. Bà viện sĩ Suleymanova về đến làng khi buổi lễ trọng thể khánh thành trường học sắp khai mạc. Các nông trang viên khi trông thấy bà qua cửa kính xe hơi và mọi người đều đổ ra đường. Từ người quen cho đến người lạ, từ cụ già cho đến trẻ con, ai cũng muốn bắt tay bà. Có lẽ Antina Sulamanova cũng không ngờ sẽ được đón tiếp như vậy, thậm chí còn luống cuống thì phải. Bà đặt tay lên ngực, cúi chào mọi người và khó khăn lắm mới lách được lên bục chủ tịch đoàn. Chắc hẳn bà Antina Sulaimanova đã từng đi dự nhiều cuộc họp long trọng. Chắc ở đâu bà cũng được đón tiếp nồng nhiệt và kính cẩn. Nhưng ở đây, trong ngôi làng bình thường này thái độ niềm nở ân cần của dân làng đã làm bà hết sức bồi hồi cảm động và bà luôn luôn cố giấu những giọt nước mắt bất xác trào ra sau phần nghi lễ các em thiếu nhi thắt khăn quàng đỏ cho các vị khách quý mang tặng hoa và mở đầu quyển sổ danh dự của trường mới lập bằng tên bà kế đó là cụ biểu diễn văn nghệ rất vui vẻ hấp dẫn của học sinh rồi ông hiệu trưởng mời chúng tôi các tân khách thầy giáo và lao động xuất sắc của nông trường về nhà ông đến đây họ vẫn chưa thể hết mừng rỡ về cuộc về thăm của antinai suleimanova họ mời bà ngồi vào chỗ danh dự có trải thảm và cố tìm mọi cách để nêu rõ lòng kính trọng của họ đối với bà như trong tất cả những dịp như thế bầu không khí hết sức náo nhiệt khách khứa chuyện trò sôi nổi và luôn nâng cốc chúc mừng nhưng bỗng có anh thanh niên người làng đi vào đưa cho chủ nhân một tập điện tín các bức điện được truyền qua tay mọi người, các học sinh cũ chúc mừng bà con trong làng nhân dịp khánh thành nhà trường mới. Này, những bức điện này do ông lão Duy Sen mang về phải không?" Ông hiệu trưởng hỏi. "Vâng," người thanh niên đáp. "Ông cụ bảo suốt dọc đường cốt ngựa luôn tay để kịp về buổi lễ cho nhân dân được nghe đọc các bức điện." Ông cụ chậm mất một tí, đang buồn. "Thế để ông ta đứng đấy làm gì? Ra bảo ông ấy xuống ngựa mời vào đây." người thanh niên ra gọi Duy Sen. Bà Antina Suleymanova đang ngồi cạnh tôi, không hiểu sao bỗng giật mình và như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi tôi xem họ đang nói đến Duy Sen nào thế. Giọng bà rất lạ. "Đây là người đưa thư của nông trường." Bà Antina Suleymanova ạ, bà có biết ông cụ Duy Sen à? Bà gật đầu qua loa rồi toan đứng dậy, nhưng giữa lúc ấy nghe tiếng ai cưỡi ngựa đi ngang qua cửa sổ, và người thanh niên quay lại nói với chủ nhân Aksakan ạ, à. tôi gọi ông cụ vào đây nhưng ông ấy đi rồi, ông cụ còn phải đi phát nốt thư. Thì cứ để ông lão đi đưa thư, giữ lại làm gì? Sau rồi ngồi với các cụ già cũng được. Có người khó chịu thốt ra. Ồ, các vị không biết đi sen của chúng ta đi thôi. Ông ấy là người rất nguyên tắc, chưa làm xong việc thì không có rẽ vào đâu hết. Đúng đấy, tính ông cụ lạ thật. Sau chiến tranh, ông cụ xuất viện tại Ukraine rồi ở lại đấy, mới về làng được 5 năm nay. Ông cụ bảo là về chết ở quê cha đất tổ, suốt đời cứ sống độc thân thế thôi. Nhưng dạ ông cụ ghé vào một tí lúc này vẫn hơn. Thôi cũng được. Và chủ nhân khoát tay. Các đồng chí, nếu các đồng chí còn nhớ thì ngày xưa chúng mình đã từng học ở trường Duy Sen. Một trong số những người được kính nể nhất trong làng nâng cốc nói. Mà chính ông ta thì hẳn là chưa biết hết mặt chữ cái. Người phát biểu nheo mắt và lắc đầu. Tất cả dáng bộ ông ta lộ rõ ý ngạc nhiên và chế giễu. Ấy, đúng như thế đấy. Mấy giọng nói hưởng ứng theo, cử tọa cười phá lên. Bấy giờ thì còn phải nói, hồi ấy còn thiếu trò gì mà đi sen lại không bày vẽ ra. Chúng mình cứ tưởng ông là thầy giáo thật kia chứ. Khi tiếng cười đã ngớt, người vừa nâng cốc nói tiếp. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành lên ngay trước mắt chúng ta, Bà viện sĩ Athena thì cả nước biết tiếng. Hầu hết chúng ta đều có trình độ giáo dục phổ thông và nhiều người có trình độ đại học. Hôm nay chúng ta làm lễ khánh thành trường trung học mới ở làng. Chỉ riêng một điều đó thôi cũng đủ nói lên cuộc sống đã thay đổi biết chừng nào. Vậy thì, thưa bà con, chúng ta hãy cạn chén chúc cho mai này, con cháu làng Kukureo sẽ trở thành những con người tiên tiến của thời đại. Mọi người lại ồn ào và nhất tề hưởng ứng cốc rượu mừng. Riêng bà Antinai Sulaimanova đỏ mặt, như có điều gì khiến bà ngượng ngùng và chỉ nhấp môi vào cốc rượu. Nhưng mọi người đang lúc hoan hỉ và mải mê trò chuyện nên không để ý thấy thái độ của bà. Antunay à, Sulamanova xem đồng hồ mấy lần, rồi đến khi khách cứa đã ra đường, tôi thấy bà đứng riêng sang một bên con kênh đào, cách hẳn mọi người và nhìn đăm đăm lên ngọn đồi chỗ hai cây phong sang độ thu đang ngả màu đỏ úa, đang đung đưa trước gió. Mặt trời lặng xuống vết dài màu tím nhạt của thảo nguyên xa tắp trong buổi hoàng hôn. Từ phía ấy, ánh nắng đang tàn lụi, nhuộm một sắc đỏ tía đùng đục, buồn thảm lên hai ngọn cây phong. Tôi bước lại gần bà Antina Suleymanova. Bây giờ hai cây phong đang rụng lá. Giá bà nhìn chúng vào mùa xuân, lúc đang đâm chồi nảy lộc thì thích hơn. Tôi nói, chính tôi cũng đang nghĩ thế đấy. Bà Antinai Sulemanova thở dài, lặng thinh một lát rồi nói tiếp như tự nhổ mình. Mà phải, sinh vật nào cũng có mùa xuân và mùa thu của nó. Trên khuôn mặt tàn úa đã có nhiều nếp nhăn nhỏ bé xung quanh mắt thoáng hiện vẻ ưu tư. Bà đứng nhìn hai cây phong với nỗi buồn u uất mà chỉ phụ nữ mới có được. Và tôi bỗng thấy như đứng trước mặt tôi không phải là viện sĩ Hàn Lâm Sulemanova nữa mà chỉ là một phụ nữ di bình thường, hết sức chất phác trong mọi nỗi khổ niềm vui. Người đàn bà thông thái ấy hẳn là giờ đây đang nhớ lại tuổi xuân của mình, cái tuổi xuân mà như lời hát trong các bài dân ca của chúng tôi, dẫu có đứng trên đỉnh núi cao nhất cũng không sao gọi thấu. Hình như trong khi nhìn lên hai cây phong, bà muốn nói điều gì, nhưng rồi chắc bà nghĩ sao lại thôi, bà lật đật đeo cặp kính vẫn cầm ở trên tay lên mắt. Hình như xe lửa đi Moscow chạy qua đây vào lúc 11 giờ phải không? Vâng, lúc 11 giờ đêm. Thế thì tôi phải sửa soạn ngay mới được. Sao lại đột ngột thế ạ? À? Antina Sulaimanova, bà đã hứa ở lại vài ngày cơ mà. Dân làng không để bà đi đâu. Không, tôi có nhiều việc gấp phải đi ngay bây giờ. Dù dân làng có cố vật này đến đâu, có tỏ vẻ giận dỗi đến thế nào, Antina Sulaimanova vẫn một mực không đổi ý trong khi đó trời bắt đầu sẩm tối dân làng buồn giàu đưa bà ra xe sau khi được bà hứa rằng lần sau sẽ về một tuần lễ có khi lâu hơn là khác tôi tiễn Antinai Sulaimanova đến tận ga vì sao Antinai Sulaimanova lại vội ra đi một cách đột ngột như vậy làm phật ý bà con trong làng vào một ngày như thế tôi thấy quả không nên dọc đường đã mấy lần tôi định hỏi bà về chuyện đó nhưng rồi lại không dám chẳng phải vì tôi sợ tỏ ra thiếu lịch thiệp mà chỉ vì tôi hiểu rằng đằng nào bà cũng sẽ chẳng nói gì hết suốt dọc đường bà cứ lặng thinh yêu tư suy nghĩ điều gì tuy vậy khi đến ga tôi cũng hỏi bà bà antinai suleimanova hình như bà có điều gì bận tâm hay chúng tôi đã làm bà giận sao anh lại nói thế anh không được nghĩ như vậy tôi còn có thể giận ai được chứ họa chăng giận mình thì có phải lẽ ra phải giận mình mới đúng Thế là bà Antina Slymanova ra đi Tôi trở lại thành phố và mấy hôm sau bỗng nhận được thư bà Bà cho biết là sẽ ở lại Moscow lâu hơn dự định và viết Tuy có rất nhiều công việc quan trọng và khẩn cấp Tôi cũng đã quyết định gác hết lại và viết lá thư này cho anh Nếu anh thấy điều gì tôi viết ở đây đáng được chú ý Thì tôi khẩn khoản xin anh nghĩ xem làm thế nào cho mọi người cùng biết câu chuyện tôi sẽ kể tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người nhất là lứa tuổi trẻ đều cần biết câu chuyện này tôi đã thấy rõ như vậy sau bao lần đắn đo cặn kẽ đó là lời xưng tội của tôi trước mọi người tôi cần phải làm tròn bổn phận của tôi càng nhiều người được biết thì lương tâm tôi càng đỡ cắn dứt anh đừng sợ làm cho tôi lâm vào tình trạng khó xử anh đừng giấu giếm gì hết Tôi đã mang nặng trong lòng những ấn tượng của lá thư ấy mấy ngày liền và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà Antina Suleymanova để kể hết câu chuyện này. Phần 2. Đó là vào năm 1924. Phải, đúng vào năm ấy. Nơi hiện nay là nông trường chúng ta bây giờ là một thôn nhỏ của dân nghèo định cư. Lúc ấy tôi 14 tuổi và sống ở nhà ông chú họ, cha mẹ tôi đều đã qua đời. Mùa thu năm ấy, chẳng bao lâu sau khi những nhà có máu mặt đã rời vào núi để trú qua mùa đông, có một thanh niên lạ mặt, chiếc áo tràng bộ đội về làng. Tôi còn nhớ chiếc áo tràng vì không hiểu sao nó lại bằng dạ đen. Đối với thôn chúng tôi, một thôn hẻo lánh nép vào chân núi cách xa đường cái, sự xuất hiện của con người mặc áo nhà nước này là một việc quan trọng. Lúc đầu người ta bảo rằng đó là một cấp chỉ huy trong bộ đội, cho nên về làng cũng sẽ làm trưởng thôn. Sau hóa ra anh ta chẳng phải cấp chỉ huy gì cả, mà chính là con của ông lão Tatanbek đã bỏ làng đi làm đường sắt từ dạo đói bao nhiêu năm trước đây và từ đấy biệt hẳn tâm tích. Còn anh này là Duy Sen, con ông ta, hình như được cử về làng để mở trường dạy trẻ. Thời bấy giờ những thứ như nhà trường, học tập, hãy còn là những danh từ mới mẻ, chẳng mấy ai hiểu rõ cho lắm. Người thì tin là những tiếng đồn đại, người thì cho đây là những chuyện đàn bà tán nhảm, và có lẽ họ đã quên mất cái trường ấy, nếu mấy hôm nay không có cái lệnh gọi dân làng đi họp. Chú tôi cầu nhỏ mãi, lại họp hành gì nữa, cứ làm người ta phải bỏ công bỏ việc mãi vì những chuyện vớ vẩn. À? Nhưng sau ông ta cũng thắng ngựa và đi họp như mọi người đàn ông khác biết tự trọng. Tôi cũng chạy theo chú tôi cùng với lũ trẻ con hàng xóm lúc chúng tôi thở hổn hển chạy lên gò chỗ dùng làm nơi hội họp thì chính anh thanh niên xanh xao mặc áo khoác đen ấy đang đứng phát biểu trước đám người đi bộ và cưỡi ngựa tập hợp xung quanh chúng tôi không nghe rõ lời anh nói nên định nhích lại gần nhưng bỗng một cụ già mặc chiếc áo lông rách như vừa sực tỉnh vội vã ngắt lời anh này cháu ơi ông cụ bắt đầu lắp bắp nói trước kia thì các pháp sư dạy trẻ con mà bố cháu thì chúng ta biết rõ lắm cũng khố sách áo ôm chúng ta đây thôi cháu thử nói xem cháu đã thành pháp sư từ bao giờ cháu không phải là pháp sư cụ ạ à. cháu là thanh niên com sơ môn Duy sen đáp nhanh mà bây giờ thì không phải pháp sư dạy trẻ con đâu mà là các thầy giáo cháu đã được học chữ ở bộ đội và trước đó cũng võ vẽ ít nhiều đấy cụ xem cháu là thứ pháp sư gì à ra thế khá đấy có những tiếng reo cổ vũ như vậy là đoàn Komsomol đã cử tôi về đây để dạy trẻ con, nhưng muốn dạy thì phải có chỗ mà dạy. Tôi định làm nhà trường, cố nhiên là với sự giúp đỡ của bà con. Ở chỗ chùa ngựa cũ trên đồi kia, bà con nghĩ sao? Mọi người im lặng như thể đang cân nhắc trong óc. Cái anh chàng lạ mặt này muốn gì nhỉ? Ông Satung vừa nhau mắt, vừa như nhắm bắn thốt lên. Tốt hơn hết là cậu hãy nói xem chúng ta cần làm cái trường ấy để làm gì. Sao lại để làm gì? Đi sen ngỡ ngàng hỏi. Đúng đấy. Có ai trong nhóm đông phụ họa theo. Và mọi người bỗng nhốn nháo, ồn ào cả lên. Từ thượng cổ đến nay người ta chỉ sống bằng nghề nông. Cái quốc nuôi ta sống. Và con cái chúng ta cũng sẽ sống như thế thôi. Học hành làm quỷ gì? Làm chỉ huy thì mới cần chữ nghĩa. Chúng ta chỉ là dân thường thôi. Đừng tán chuyện vớ vẩn nữa. Những tiếng xôn xao lặng đi một lát Chẳng lẽ bà con lại phản đối việc cho con em đi học sao? Duy Sen ngơ ngác hỏi, nhìn chằm chặt vào mặt những người đứng chung quanh anh. Thế nếu phản đối thì sao? Dễ anh bắt buộc được chúng tôi à? Thời buổi ấy đã qua rồi, nhân dân chúng tôi bây giờ tự do, chúng tôi muốn sống ra sao thì sống. Mặt Duy Sen chợt nhợt hẳn đi, anh run run đưa tay lên tháo móc gài áo khoác ra, móc trong túi áo lấy một tờ giấy gấp tư và vội vã mở ra dưa cao lên quá đầu nghĩa là các người chống lại tờ giấy này tờ giấy nói về việc học hành của trẻ em có đóng dấu của chính quyền xô viết thế ai cho các người đất cày nước tưới ai mang lại tự do cho các người nào ai chống lại luật lệ của chính quyền xô viết ai nói đi anh thét lên hai tiếng nói đi bằng một giọng giận dữ rung lên sang sảng nghe hùng dũng như một viên đạn xé tan cảnh ấm cúng của bầu không khí tĩnh mịch trời thu và như một tiếng nổ, giọng anh vang dội thành một tiếng vang vọng ngắn trong vách núi. Không ai thốt ra lời nào, mọi người im lặng, đầu cúi gầm. Chúng ta là những kẻ nghèo khó. Đi sen nói, giọng đã khẽ hơn. Suốt đời chúng ta đã bị trà đạp nhục nhã, chúng ta phải sống trong cảnh tăm tối. Giờ đây chính quyền Xô Viết muốn chúng ta trông thấy ánh sáng, muốn chúng ta biết đọc, biết viết. Muốn thế thì phải dạy trẻ em học, đi sen ngừng lời chờ đợi và lúc đó chính ông cụ mặc chiếc áo lông rách đã hỏi anh làm thế nào mà lại thành pháp sư lẩm bẩm bằng một giọng làm lành thôi được anh đã muốn thì cứ dạy đi còn chúng tôi đây thì chúng tôi không chống lại luật pháp nhưng tôi xin bà con giúp đỡ tôi chúng ta phải chữa lại cái trùng ngựa của phú nông trên đồi kia phải làm cầu qua sông nhà trường cần có củi này hượm đá chàng ghi gít ơi nhanh nhỏ quá đấy lão sa tung cun hay cãi ngắt lời đi sen. lão xì nước bọt qua kẽ răng rồi nheo mắt như nhắm bắn anh hét ầm cả làng là tôi sẽ mở trường nhưng thử xem anh kìa trên người chiếc áo lông chẳng có dưới chân thì con ngựa cũng không đến mảnh đất cày bằng bàn tay thôi cũng không có nốt chẳng có một mống xúc vật nào trong sân vậy anh định sinh sống ra sao anh bạn thân mến họa chăng có đi chăn xúc vật cho người khác nhưng khốn nỗi chúng tôi không có xúc vật cho anh chăn đâu Những kẻ có thì đã lên núi rồi Đi sen muốn trả lời một câu gì cho thật sẵn Nhưng rồi nén giận nói khẽ Tôi sẽ có cách sống Tôi sẽ có lương À cứ nói ngay thế có phải hơn không Và Sa Tâm Cun hề hạ ngồi thẳng người lên lưng ngựa Vẻ đắc thắng rõ rệt Bây giờ thì mọi sự đã rõ Anh bạn trẻ ơi Được anh thì anh cứ làm lấy Cứ lĩnh lương mà dạy trẻ nhà nước thiếu gì tiền Còn chúng tôi thì anh cứ để chúng tôi yên thân Nhờ trời công việc của chúng tôi cũng ngập đến cổ rồi Nói đoạn Sa Tương cun quay ngựa đi về nhà Những người khác cũng theo lão kéo nhau về Chỉ còn Duy sen vẫn đứng chơ lại tay cầm tờ giấy Tội nghiệp anh không biết đi đâu bây giờ nữa Tôi thấy ái ngại cho Duy sen Tôi cứ đứng nhìn anh không rời mắt Cho đến khi chú tôi cưỡi ngựa đi qua Quát gọi Cái con đầu bù kia làm gì mà đứng há mồm ra đấy Có chạy mau về nhà không Tôi đành cắm đầu của đuổi theo các bạn Chả cái con này Thứ chúng nó mà cũng cứ đã tấp tảnh đi họp rồi kia đấy Ngày hôm sau Bọn con gái chúng tôi đang đi lấy nước Thì gặp đi xe ở bờ sông Anh đang lội sang bờ bên kia Tay cầm sẻng, cuốc, rìu Và một chiếc thùng cũ từ hôm ấy sáng nào cũng thấy đi sen mặc chiếc áo đen lủi thủi theo con đường mòn leo lên đồi tới chỗ chuồng ngựa bỏ hoang và đến tối mịt mới trở xuống về làng chúng tôi thường thấy anh mang một bó củi hay một bó dạ khô trên lưng trông thấy anh từ xa ai nấy đều dưới người lên bàn đạp và che mắt nhìn ngạc nhiên bàn tán này hình như thầy giáo đi sen nặng cõng củi kia phải không chính anh ta rồi chà tội nghiệp Người thầy giáo xem ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì Thế anh tưởng thế nào Cứ xem anh ta cõng lấy bao nhiêu kia Chẳng kém gì thằng ở nhà phú nông cả Thế mà nghe anh ta diễn thuyết thì ra phết lắm Ấy là vì anh có tờ giấy đóng dấu Bao nhiêu sức mạnh ở đấy hết Có lần mang những túi đựng đầy ký rắc nhặt Ở trên núi mé trên làng trở về Chúng tôi vòng vào trường Xem thử thầy giáo đang làm gì ở đấy cũng hay căn nhà kho cũ bằng đất nện ngày xưa trước vốn là chuồng ngựa của phú nông trước kia vào mùa đông người ta thường nhốt những con ngựa cái đẻ con trong những ngày giá rét ở đây sau khi chính quyền xô viết lên tên phú nông bỏ đi đâu mất và chuồng ngựa thì vẫn còn lại đó không ai bước chân đến đấy và chung quanh thì gai góc mọc lên rậm rạp bây giờ những cây cỏ dại đã bị phạt đến tận rễ xếp thành đống nằm gọn một bên cái sân đã được dọn sạch những bức vách siêu vẹo dãi dầu mưa nắng đã được chát đất lại cánh cửa ọp ẹp. Trước đây chỉ còn bám lủng lẳng vào mỗi một chiếc bản lề, nay cũng đã được sửa lại và lắp vào cẩn thận. Chúng tôi đặt các bao ký rác xuống đất để nghỉ một lát, đi sen từ trong cửa bước ra, người bê bết đất. Trông thì chúng tôi, anh ngẩn người ra một lát, nhưng rồi lại mỉm cười niềm nở, lấy tay quẹt mồ hôi trên mặt. Đi đâu về thế các em gái? Chúng tôi ngồi cạnh những bao ký rắc thẹn thò nhìn nhau, đi sen hiểu rằng chúng tôi im lặng vì bẽn lẽn nên nháy mắt động viên những cái bao to kia to hơn cả người các em đấy các em ghé vào đây xem là hay lắm các em chả sẽ học tập ở đây là gì còn trường của các em thì có thể nói là đã xong đến nơi rồi ta vừa đắp một thứ lò sưởi ở góc nhà và bóc cả ống khói lên trên mái các em thử nhìn xem giờ chỉ còn phải chữ sẵn củi để sửa trong mùa đông nữa thôi nhưng không sao chung quanh thiếu gì củi khô dưới nền nhà ta sẽ trải rơm thật nhiều thế là có thể bắt đầu học được rồi thế nào các em thích học không các em sẽ đi học chứ tôi hơn các bạn gái khác nên đánh bạo trả lời nếu thím em cho đi thì em sẽ đi sao thím em lại không cho thế nào cũng cho chứ vậy tên em là gì antinai tôi vừa đáp vừa lấy tay che chỗ gấu váy thủng để hở một mảng đầu gối antinai cái tên hay quá mà em thì chắc phải ngoan lắm phải không? đi Sen mỉm cười hiền từ khiến tôi thấy lòng ấm hẳn lại. Thế em con ai? Tôi lặng thinh. Tôi vốn không thích có ai thương hại tôi. Chị ấy một cô ạ, à. chị ấy ở với ông chú. Mấy đứa bạn tôi đỡ lời. Thế này nhé, đi Sen mỉm cười nói với tôi. An ạ? À, em sẽ dẫn các em khác đi học được chứ? Thưa chú được ạ. À. Các em cứ gọi ta là thầy các em có muốn xem trường không? Vào đây, các em đừng ngại gì. Không, chúng em phải về nhà đây. Chúng tôi rụt rè nói. Thôi được, các em chạy về nhà đi. Khi nào đến học, các em xem sau vậy. Giờ chưa tối, thầy lại đi lấy dạ khô lần nữa đã. Cầm lấy chiếc liềm và sợi dây, đi sen bước ra đồng. Chúng tôi cũng đứng dậy, cõng những bao ki rắc lên lưng và rảo bước về làng. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ bất ngờ. Này các cậu ơi! Tôi gọi các bạn, Ta đổ ký rác vào trong trường đi Đến mùa đông sẽ có nhiều cây đốt sưởi hơn Thế để về nhà tay không à Trẻ khôn đấy nhỉ Nhưng ta sẽ quay lại nhặt thêm nữa Thôi muộn mất Về nhà lại bị mắng đấy Và bọn con gái không chờ tôi Cứ rào cẳng về nhà Cho đến nay tôi vẫn không hiểu Hôm ấy cái gì đã xui khiến tôi Dám làm một việc như thế Không biết vì tôi giận các bạn đã không nghe lời tôi Nên cứ muốn làm theo ý mình Hay từ thủa bé mọi ước nguyện mọi ý muốn của tôi đều bị chôn vùi dưới những lời mắng chửi những cái bạt tai của những con người phũ vàng chỉ biết là tôi vẫn thấy muốn làm việc gì để cảm ơn con người thật ra không quen biết ấy để đền đáp lại nụ cười đã sưởi ấm lòng tôi đền đáp lòng tin cậy của người ấy đối với tôi đền đáp mấy câu nói nhân từ ấy và giờ đây tôi biết rất rõ tôi tin chắc rằng cuộc đời thật sự của tôi Tất cả cuộc sống với mọi niềm vui, nỗi khổ của tôi đã bắt đầu chính từ ngày hôm đó, chính từ bao ki sắc ấy. Tôi nói như vậy bởi vì chính hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi đã không đắn đo, không sợ bị phạt, đã quyết định và làm điều tôi cho là cần thiết. Khi các bạn bỏ tôi lại, tôi chạy trở về trường đi sen, chút bao khi sắc xuống dưới cửa và cắm đầu chạy men theo các khe rãnh, các hẻm đá ở trên núi để nhặt khi sắc. Tôi cứ chạy mãi, không còn biết mình đi đâu nữa như thể là vì quá dư sức mà tim tôi sung sướng đập rộn rã trong lồng ngực tựa hồ như tôi đã làm nên công trạng gì vô cùng to lớn và cả mặt trời cũng không biết rõ vì đâu tôi sung sướng đến thế phải tôi tin rằng mặt trời cũng thế vì tôi đâu lại chạy tung tăng nhẹ nhàng như thế bởi vì tôi đã làm được một việc nhỏ hữu ích mặt trời đã xế bóng ngang các sườn đồi nhưng tôi cảm thấy dường như vẫn còn trần trừ chưa muốn lặn còn muốn nhìn tôi ánh mặt trời tôi điểm con đường tôi đi mặt đất rắn mùa thu trải dưới chân tôi nhuộm thành màu đỏ màu hồng màu tím từng cụm bông lau khô vun vút bay hai bên như những tiên lửa lập lòe mặt trời dọi lửa lên những chiếc cúc mạ bạc trên tấm áo đầy mụn vá tôi mặc và tôi cứ chạy đi trong lòng hoan hỉ nói với đất trời với gió mây hãy nhìn tôi đây hãy nhìn xem tôi đang kiêu hãnh trường nào tôi sẽ học hành tôi sẽ đến trường và sẽ dẫn các bạn khác đến không biết tôi chạy như thế bao lâu nhưng tôi bỗng sực nhớ ra là phải nhặt ký sắc nữa thế nhưng lạ thay suốt mùa hè gần ấy xúc vật thả ở đây và lúc nào cũng thấy nhan nhản bao nhiêu là ký sắc vậy mà giờ đây tựa hồ như đất đã ngốn hết tất cả hay chỉ vì tôi không chịu tìm tôi chạy hết chỗ này sang chỗ kia càng đi xa ký sắc càng ít đi bấy giờ tôi mới nghĩ ra rằng từ giờ đến tối không thể kịp nhặt được đầy túi phân mất tôi sợ hãi chạy lung tung theo các bụi lau ôi cuống cuồng vội vã cuối cùng tôi cũng nhặt được nửa bao lúc ấy mặt trời đã lặn hẳn trong hẻm núi bắt đầu sầm tối rất nhanh chưa bao giờ tôi ở ngoài đồng một mình muộn đến thế đêm đã buông cánh đen sẫm xuống những triền đồi yên lặng không một bóng người sợ thất thần tôi vác chiếc bao lên vai và cắm đầu chạy về làng Tôi khiếp đảm và có lẽ tôi đã kêu lên, khóc lên nếu không có một ý nghĩ dù là lạ lùng. Tự nhiên kìm tôi lại là thầy đi sen sẽ nói sao nếu trông thấy tôi yếu đuối như thế này. Và tôi đã lấy lại can đảm, tự cấm mình không được ngoái nhìn lại nữa. Như có thầy đang đứng một bên nhìn theo tôi vậy. Tôi chạy về đến nhà, thở hổn hển người đầy bụi và mồ hôi. Tôi vừa thở vừa bước qua ngưỡng cửa. Thím tôi đang ngồi cạnh bếp, đứng lên đón tôi với vẻ dọa nạt. Thím tôi vốn là người độc ác, thô bạo. Mày đi đâu mà mất mặt thế? Thím bước lại gần tôi và tôi chưa kịp thốt ra lời nào. Thím đã giật lấy chiếc bao trên người tôi và lẳng sang một bên. Suốt ngày mày lượm được từng này đấy hả? Thì ra tụi bạn gái đã hớt lẻo với thím tôi rồi. Con quỷ đen kia, đứa nào xúi mày ghé vào trường? Sao mày không chết sắp trên cái trường ấy đi cho rảnh? Thím túm lấy vai tôi và bắt đầu đánh liên hồi vào đầu. Quân không cha không mẹ, chó sói có bao giờ lại thành chó nhà được. Con nhà người ta thì tha của về nhà, còn nó chỉ trực đem của nhà đi cho thiên hạ. Muốn xem trường rồi tao sẽ cho xem. Mày cứ còn bén mảng đến gần đấy là tao đánh què cẳng đi. Tao sẽ cho mày nhớ đời cái trường ấy. Tôi nín lặng, chỉ muốn sao đừng thét lên. Nhưng sau đó vừa ngồi đẩy bếp tôi vừa lặng lẽ khóc bụng tay sẽ vuốt ve con mèo mướp Cái con mèo thì lúc nào tôi khóc Nó cũng biết và nhảy lên đầu gối tôi Tôi không khóc vì những đòn thím tôi đánh Không, vì tôi đã quen chịu đòn quá nhiều rồi Tôi khóc vì hiểu rằng thím tôi không đời nào chịu cho tôi đi học Hai ngày sau Sáng sớm trong làng Chó bỗng sủa gian lên và có những tiếng nói oang oang Hóa ra là đi sen đi từng nhà gọi trẻ em đến trường Lúc bấy giờ trong làng còn chưa có ngõ lối gì cả Ai tiện đâu thì làm nhà đấy Duy Sen cùng bọn trẻ kéo sau thành một đám ồn ào Đi hết nhà nọ sang nhà kia Nhà tôi ở tận cuối làng Giữa lúc ấy tôi đang cùng thím tôi dã dạ kê trong chiếc cối gỗ Còn chú tôi thì đang đào chỗ tóc Để ở dưới hố gần nhà chứ đồ để mang đi chợ bán Tôi và thím tôi đang đứng dã Lần lượt dáng những chày nặng nề xuống cối Nhưng tôi vẫn kìm lén nhìn xem thầy giáo còn xa không Tôi sợ thầy không đi đến tận nhà chúng tôi dẫu tôi biết thím tôi sẽ không cho đi học tôi vẫn muốn đi xen đến dù chỉ để thầy biết tôi ở chỗ nào và tôi thầm van thầy đừng quay trở lại trước khi đến nhà tôi chào bà chủ cầu trời phù hộ cho bà mà trời không phù hộ thì cả bọn chúng tôi sẽ ùa vào giúp một tay bà xem chúng tôi có đông không này đi sen chào thím tôi một câu pha trò kéo sau lũ học trò tương lai thím tôi ẩm ự trả lời còn chú tôi thì ở dưới hố chôn thóc cũng chẳng thò đầu lên. Nhưng điều đó không làm cho Duy Sen bối rối. Thầy ngồi xuống khúc gỗ nằm ở giữa sân, vẻ bận rộn, lấy bút chì và giấy ra. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu dạy học ở trường. Con gái bà bao nhiêu tuổi? Thím tôi không đáp, giận dữ ném chảy vào cối. Thím tôi rõ ràng là không muốn tiếp chuyện. Người tôi như có rúm lại. Rồi cơ sự sẽ ra sao đây? Duy Sen nhìn tôi và mỉm cười. Và cũng như lần ấy tôi thấy lòng ấm hẳn lạ Antinai, em bao nhiêu tuổi? Thầy hỏi Tôi không dám trả lời Việc gì mà anh phải biết nó bao nhiêu tuổi? Anh là thứ thanh tra gì thế? Thím tôi giận dữ nói Nó không học được đâu Cái quần không cha không mẹ ấy thì học gì? Đến những đứa có cha có mẹ hẳn hoi cũng còn không học nữa là Anh cứ kéo cả lũ ắt kê đi mà dạy Không bận gì đến anh ở đây cả Duy Sen đứng phát dậy. Bà hãy nghĩ xem bà nói gì thế? Nó mồ côi thì có tội tình gì? Hay có luật lệ nào không cho trẻ em mồ côi được đi học? Luật lệ của anh thì tôi cần gì? Tôi có luật lệ riêng của tôi, anh không cần phải dạy tôi. Luật lệ là luật lệ chung, và nếu bà không cần đến cháu gái thì chúng tôi cần nó, chính quyền Xô Viết cần nó, còn bà chống lại thì chúng tôi sẽ cho bà biết. Ồ, gớm nhỉ? Anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi? thím tôi đứng chống nạnh vẻ khiêu khích theo anh thì ai là người có quyền cai quản nó thử hỏi tôi nuôi nấng nó hay anh cái thứ cầu bơ cầu bất hết đời cha sang đời con kia không biết rồi câu chuyện sẽ kết thúc ra sao nếu lúc ấy chú tôi mình trần trùng trục không trèo lên khỏi hố thóc chú thường bực mình sao không chịu được khi thấy vợ cứ nhúng vào những công việc không phải của mình quên mất rằng trong nhà thì người chồng làm chủ chú tôi thường đánh đập thím ấy tàn nhẫn vì những tội như vậy và lần này cũng có thể thấy rõ ràng chú đã điên tiết lắm rồi thôi đi đồ đàn bà chú vừa quát tháo vừa leo lên bà làm chủ trong nhà này từ bao giờ đấy bà bắt đầu chỉ huy từ bao giờ thế hả bớt bà ha đi mà làm nhiều vào còn con ông bách kia anh cứ đưa con bé đi muốn dạy nó học thì dạy muốn làm gì nó thì làm thôi cút đi à thế ra con bé sẽ đi lêu lỏng ngoài trường học còn công việc ở nhà này thì ai làm cho để dồn cả cho tôi à Thím tôi vừa hé miệng, chú tôi đã chặn ngay. Thôi, không lôi thôi gì nữa. Chẳng có việc gì lại không có một phần may. Chuyện tôi được đi học lần đầu là như thế đấy. Từ hôm đó, sáng nào thầy Duy Sen cũng đến từng nhà để gọi chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi tới trường, thầy giáo sắp xếp cho chúng tôi ngồi trên các ổ rơm trải giữa sàn nhà, rồi phát cho mỗi đứa một quyển vở nhỏ, một cái bút chì và một chiếc bảng con. Các em tì bảng lên đầu gối mà viết cho dễ, thầy đi sen giảng giải Rồi thầy chỉ lên bức chân dung của một người Nga dán trên vách nói Đây là Lenin Suốt đời tôi vẫn nhớ bức chân dung ấy Không hiểu tại sao à, Về sau tôi không thấy nơi nào có bức đó nữa và trong thâm tâm tôi vẫn thầm gọi bức chân dung Lenin của Duy Sen. Lenin trên bức ảnh, mặc chiếc áo dài quân nhân hơi rộng, má gầy hóp, bộ râu cằm lợm chởm, cánh tay bị thương của người đeo băng trước ngực đầu đội mũ lưỡi chai hơi hất ra sau, đôi mắt chăm chú của người nhìn xuống một cách điềm đạm. Cái nhìn dịu dàng làm ấm lòng người dường như nói với chúng tôi. Các cháu ơi, giá các cháu biết một tương lai đẹp đẽ đến nhường nào đang chờ các cháu. Trong phút giây yên lặng ấy tôi cảm thấy người quả đang nghĩ đến tương lai của tôi thật. Chân dung in trên loại giấy áp phích thường, những đường gấp đã sờn và mép giấy đã rách bươm, chứng tỏ rằng đi sen đã giữ bức ảnh rất lâu nhưng ngoài tấm chân dung ấy trên bốn bức vách của lớp học không còn gì nữa thầy đi sen nói thầy sẽ dạy cho các em biết đọc biết đếm hướng dẫn các em viết chữ cái chữ số và quả nhiên thầy đã dạy chúng tôi tất cả những gì thầy biết và trong khi dạy bảo chúng tôi thầy đã tỏ ra kiên nhẫn lạ thường cúi xuống sát từng học sinh một thầy chỉ bảo từng cách cầm bút chì rồi về sau lại say sưa giảng cho chúng tôi những chữ khó giờ đây nghĩ lại tôi không khỏi ngạc nhiên tự hỏi. Làm thế nào mà người thanh niên không biết được bao nhiêu chữ nghĩa, khi đọc còn phải đánh vần một cách chật vật. Trong tay không có lấy một quyển sách giáo khoa, ngay đến cả sách vỡ lòng cũng không có, mà lại dám đảm nhận một công việc thật là to lớn như vậy. Dạy những đứa trẻ từ đời ông, đời cụ, bài tộc, tổ tiên đều không biết lấy một cái chữ cắn đôi, có phải chuyện đùa đâu. Và tất nhiên, Duy Sen cũng không hề có một cái khái niệm còn con nào về chương trình, về phương pháp giảng dạy nói cho đúng hơn duy sen cũng không thể ngờ rằng trên đời lại có những thứ đó duy sen đã đem hết năng lực dạy cho chúng tôi biết được bao nhiêu thầy dạy bấy nhiêu dạy tất cả những gì thầy tự cho là cần thiết theo trực giác nhưng tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng lòng nhiệt tình chân thành của thầy trong công việc dạy dỗ đã chẳng phí hoài thầy duy sen đã lập một chiến công mà không hề biết thật vậy đó là một chiến công bởi vì chính hồi đó dưới mái trường này hay nói cho đúng hơn là dưới mái nhà tranh vắt đất họ toác đến nỗi ngồi trong lớp cũng nhìn thấy những đỉnh núi tuyết phủ. Một thế giới mới, chưa bao giờ nghe nói đến, chưa bao giờ nhìn thấy, đã mở ra trước mắt chúng tôi. Những đứa trẻ của xứ Kikiji chưa hề bước chân ra khỏi làng. Chính khi ấy chúng tôi biết được là thành phố Moscow, nơi Lenin đang sống, lớn hơn Aulias rất nhiều, lớn hơn cả Tashkent nữa, và trên mặt đất còn có những biển cả rộng hơn cả bình nguyên ta lắc trên mặt bể có những chiếc tàu thủy qua lại to như những quả núi chúng tôi còn được biết rằng dầu hỏa mà người ta mua ở chợ về là phải lấy từ dưới đất lên và chúng tôi đã tin tưởng chắc chắn rằng sau này khi dân ta đã giàu có hơn trường chúng tôi sẽ được đặt trong một tòa nhà lớn quét vôi trắng có những cửa sổ rộng và các em học sinh sẽ có bàn ngồi học chúng tôi mới biết qua loa vài vần chữ cái còn chưa biết viết những chữ mẹ, bố, đã viết được chữ Lenin lên giấy. Vốn từ chính trị của chúng tôi gồm có những khái niệm như phú nông, cố nông, xô viết. Và thầy Duy Sen hứa một năm sau sẽ dạy chúng tôi viết từ cách mạng. Nghe thầy Duy Sen kể chuyện, chúng tôi cứ ngỡ như mình đang cùng thầy đánh đông dẹp bắc, tiểu trừ quân bạch vệ. Còn khi kể về Lenin, thầy bồi hồi xúc động như thể chính mắt thầy đã được nhìn thấy người, Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng nhiều điều thầy kể lại như những chuyện truyền khẩu đã hình thành trong dân gian về vị lãnh tụ vĩ đại. Nhưng đối với chúng tôi, những người học trò của thầy Tuy Sen hồi ấy thì đó là những sự thật hiển nhiên như thể sữa bao giờ cũng trắng. Có lần chúng tôi hỏi thầy một câu hoàn toàn không có ẩn ý gì bên trong cả. Thưa thầy, thầy vẫn thường được bắt tay Lenin chứ ạ? À? Thầy buồn bã lắc đầu đáp. Không các em ạ, thầy chưa được nhìn thấy Lenin bao giờ cả. Thầy thở dài ân hận như người có lỗi. Thầy thấy ngượng với chúng tôi. Cứ cuối mỗi tháng, thầy đi sen lại lên huyện có việc. Thầy đi bộ và thường hai ba ngày sau mới về. Trong những ngày đó, chúng tôi buồn lắm. Dù là anh ruột tôi, có lẽ tôi cũng chẳng nóng lòng mong ngóng như mong thầy đi sen về trong những ngày ấy. Tôi lẻn trốn thím tôi chạy ra sau nhà và đứng ngồi lâu nhìn về phía con đường cái chạy qua thảo nguyên. Bao giờ bóng thầy đi sen với chiếc dây vải sau lưng mới hiện ra? Bao giờ tôi mới được nhìn thấy nụ cười ấm áp của thầy? Bao giờ mới được nghe những lời lẽ vẫn đem lại cho tôi những điều hiểu biết mới mẻ? Trong số học sinh của thầy, tôi là đứa lớn nhất, có lẽ vì thế nên tôi học khá hơn những học sinh khác, mặc dù tôi vẫn nghĩ đó không phải là những nguyên nhân duy nhất. Mỗi lời thầy giảng, mỗi chữ thầy viết, tất cả đối với tôi đều thiêng liêng và trên đời này tôi không hề có gì quan trọng hơn là hiểu cho được những điều thầy dạy. Tôi muốn gìn giữ quyển vở của thầy, cho nên tôi đã lấy mũi liềm tập viết những chữ cái ra đất, dùng than viết trên vách, lấy que viết trên mặt tuyết, trên bụi đường. Tôi cảm thấy trên đời này không có ai học rộng và thông minh hơn thầy Tuy Sen. Phần 3 Tiết trời đã sắp sang đông, Trước như trận mưa tuyết đầu mùa, mỗi khi đi học chúng tôi phải lội qua một con suối lòng đá chảy róc rách dưới chân đồi. Nhưng về sau không thể nào lội qua được nữa vì nước băng lạnh, bút cắm cả chân. Khổ nhất là những em nhỏ, thậm chí chúng phải phát khóc lên. Những lúc ấy thì thầy Duy Sen đã bế các em qua suối, lưng thì cõng, tay thì bế và cứ như thế thầy lần lượt đưa hết các em sang. Giờ đây nhớ lại cảnh xưa thấy khó lòng mà tin được rằng tất cả những điều đó là có thực. Nhưng lúc bấy giờ, không biết vì ngu dốt hay vì nông nổi, người ta đã cười thấy đi sen. Nhất là bọn nhà giàu thường trú qua mùa đông ở trên núi và chỉ xuống làng khi cần say thóc. Đã nhiều lần gặp chúng tôi ở chỗ lội qua suối, bọn họ đầu đội mũ lông cáo màu đỏ, mình mặc những chiếc áo lông cừu quý, nghẽo nghẹn trên những con ngựa hung dữ no căng, dương mặt nhìn thấy đi sen rồi bỏ đi một tên trong bọn cười nấc lên và huých tay tên kia bên cạnh nói đứa thì cõng đứa thì bế trông đã hay chưa và tên kia ghìm con ngựa đang thở phì phì nói thêm ôi thật đáng tiếc sao mình không biết trước lấy vợ lẽ là phải chọn những người như thế rồi chúng quất cho ngựa chạy làm nước bùn bắn tung tóe lên người chúng tôi cười phá lên rồi đi khuất sao lúc đó tôi muốn đuổi theo những con người ngu xuẩn ấy thế muốn nắm lấy cương ngựa và quát thẳng vào những bộ mặt láo xược của họ các người không được nói thầy giáo của chúng tôi như thế các người ngu lắm các người tồi lắm nhưng liệu có ai chịu nghe lời một con bé thơ dại như tôi và tôi cũng chỉ còn biết nuốt những dọn lệ căm uất đang trào lên nóng hổi còn thầy đi xem thì dường như không để ý đến những lời lăng mạ đó coi như không nghe thấy gì hết thường là thầy nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó khiến chúng tôi phá lên cười quên mất mọi sự. Thầy Duy Sen có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn chưa kiếm đủ gỗ để bắt một chiếc cầu nhỏ qua suối. Có lần ở trường về, sau khi đã đưa hết các em nhỏ sang, tôi cùng với thầy Duy Sen dừng lại bên bờ suối. Chúng tôi quyết định lấy đá và những tảng cỏ đất đắp thành các ụ nhỏ trên lòng suối để bước qua cho khỏi bị ướt chân. Thật ra thì bà con trong làng chỉ cần tập hợp lại và cùng nhau bắc qua suối đôi ba cây gỗ là trong nháy mắt đã có chiếc cầu cho các em đi học. Nhưng số là vì hồi ấy người ta vẫn còn u mê nên coi vệ nhẹ việc học hành. Và khá ra thì cũng chỉ cho thầy Duy Sen là một con người hết sức gàn dở, không biết làm việc gì khác nên phải bày trò nhì nhàng với bọn trẻ con. Thích thì dạy, không thích thì đuổi chúng về nhà. Bản thân họ bao giờ cũng đi ngựa nên chẳng cần đến cầu, nhưng dù sao dân làng chúng tôi tất nhiên rồi cũng phải suy nghĩ vì đâu người thanh niên ấy vốn chẳng thuốc kém gì ai và cũng không ngu ngốc hơn những người khác lại phải chịu khó, chịu thiệt phải nghe những lời châm chọc nhạo báng để dạy cho con cái họ học mà lại dạy với một ý chí kiên trì hiếm có một quyết tâm phi thường như thế Hôm chúng tôi xếp đá qua dòng nước tuyết đã phủ đầy trên mặt đất và nước bút đến chết cắm đi được Tôi không tưởng được là thầy Duy Sen đã làm thế nào mà chịu nổi, vì thầy tôi đi chân không, làm không ngơi tay. Tôi chật vật đặt chân xuống suối, tưởng chừng như dòng suối giải đầy những than hồng nóng bỏng. Bỗng dưng đến giữa suối tôi bị chuột rút ở chân, người co rúm lạ. Tôi không thể kêu lên được một tiếng, cũng không thể đứng thẳng lên được, và từ từ ngã xuống nước. Duy Sen lẳng tảng đá đi, nhảy ngay lại bên tôi, đỡ tôi lên tay, rồi bế tôi chạy lên bờ và lót chiếc áo tràng đặt tôi ngồi vào đấy thầy hết xoa hai chân đã tím bầm cứng đờ như gỗ của tôi lại bóp chặt đôi tay lạnh cóng của tôi trong làm bàn tay mình rồi đưa miệng lên hà hơi ấm cho tôi thầy đi sen khẽ nói antinai em ngồi đây cho ấm đừng xuống nữa một mình thầy làm cũng đủ cuối cùng khi những chỗ đặt chân xếp đã xong đi sen vừa xỏ chân vào ủng vừa nhìn nét nát mặt ỉu xìu tái mét của tôi vừa mỉm cười hỏi thế nào cô em giúp việc đã đỡ rét chưa khoác cái áo chàng lên thế thế thầy yên lặng một lát rồi hỏi Antinai lần ấy có phải em chút lại ký rắc ở trường không vâng ạ tôi đáp thầy hơi nhếch mép mỉm cười như thể tự nhủ mình đoán đúng mà tôi còn nhớ lúc ấy máu dồn lên má tôi nóng gian như vậy nghĩa là thầy đã biết và chưa quên một điều tưởng như nhỏ mọn ấy tôi sung sướng quá liệm cả người đi và Duyzen cũng hiểu niềm hân hoan của tôi dòng suối trong trẻo của thầy. Thầy ô yếm nhìn tôi nói, em thông minh lắm, ôi ước gì thầy được gửi em ra thành phố lớn, em còn sẽ khá hơn biết chừng nào. Tuy sen bước nhanh lên bờ, và giờ đây tôi mường tượng thấy thầy đang đứng trước mặt tôi, như lúc bấy giờ thầy đã đứng giữa dòng suối đá đang réo lên ầm ầm hai tay để sau gáy và đôi mắt long lanh đăm đăm nhìn theo những đám mây trắng xa tít đang bị gió thổi cuốn qua các ngọn núi. Thầy nghĩ gì khi ấy? Có thể thầy đang mơ tưởng cho tôi ra một thành phố lớn học thật chăng? Còn tôi lúc bấy giờ cuộn tròn trong chiếc áo tràng của thầy Duy Sen, tôi thầm nghĩ. Ước gì thầy là anh ruột của tôi, ước gì tôi được bá cổ thầy, nhắm nghiền mắt lại và thủ thỉ với thầy những lời đẹp đẽ nhất. Trời ơi, ước gì thầy Duy Sen là anh ruột tôi. Chắc chắn tất cả đám học sinh chúng tôi đứa nào cũng yêu mến thầy vì tấm lòng nhân từ, vì những ý nghĩ tốt lành, vì những ước mơ của thầy về tương lai của chúng tôi Tuy chúng tôi còn bé Nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó chúng tôi đều đã hiểu được những điều ấy Còn có cái gì khác bắt chúng tôi ngày nào cũng đi xa Leo đồi lội suối, bạt hơi vì gió rét Chân ngập trong những cồn tuyết như vậy được nữa Chúng tôi tự nguyện đến trường Không ai phải xui chúng tôi đến cả Không ai có thể buộc chúng tôi phải chịu cống trong căn nhà kho lạnh lẽo Tuy ngồi trong nhà mà mỗi khi thở ra là hơi giá bám trắng xóa cả mặt mũi tay chân quần áo chúng tôi chỉ dám thay phiên nhau đứng sưởi cạnh lò còn tất cả đành phải ngồi tại chỗ nghe thầy đi sen giảng bài vào một trong những ngày giá bút ấy tôi nhớ là khoảng cuối tháng riêng đi sen vẫn như thường lệ đến từng nhà tập hợp tất cả chúng tôi lại và dẫn tới trường thầy lặng lẽ bước đi không nói một lời vẻ nghiêm nghị đôi đông mày như nhíu lại như đôi cánh chim ưng và nét mặt như luyện bằng thép. Chưa bao giờ chúng tôi năm thấy thầy như vậy. Chúng tôi liếc nhìn thầy rồi cùng đều im lặng. Chúng tôi cảm thấy có điều gì không lành. Mỗi khi trên đường đi có những đống tuyết lớn là thầy Duy Sen thường đi trước để mở đường. Tôi đi theo sau thầy rồi đến các bạn khác. Lần nào cũng thế. ở chỗ chân gò đêm qua tuyết xuống nhiều nên Duy Sen lại đi trước. Đôi khi chỉ cần nhìn vào lưng một người là người ta có thể đoán biết ngay được tâm trạng họ ra sao, có những cảm xúc gì diễn ra trong lòng họ. Lúc đó cũng vậy, có thể thấy rõ thầy đi sen đang có điều gì đau buồn vô hạn. Đầu thầy cúi gầm xuống, hai chân lê đi một cách khó nhọc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảnh khủng khiếp của những màu đen, màu trắng lần lượt tiếp theo nhau trước mắt tôi. Chúng tôi nối đuôi nhau leo lên đồi, dưới những áo tràng màu đen, lưng thầy đi sen khom hẳn lại và trên đỉnh dốc nhấp nhô những đống tuyết trắng trông như những cái biếu lạc đà. Gió vẫn cuồn cuộn thổi hất tuyết từ các ụ đó xuống. Và cao hơn nữa, trên bầu trời trắng nhờ nhờ lơ lửng một đám mây đen, cô độc. Khi chúng tôi tới trường, thầy đi sen không nhóm lò sưởi Thầy nói, các em đứng dậy. Chúng tôi đứng dậy, bỏ mũ xuống. Chúng tôi ngoan ngoãn nghe theo, và thầy cũng bỏ chiếc mũ kỵ binh ở trên đầu xuống, Chúng tôi không hiểu tại sao phải làm thế. Lúc đó thầy cất giọng khàn khàn, nói đứt quãng. Lenin đã mất. Giờ đây, trên khắp quả đất đang mặc niệm người, các em cũng hãy đứng tại chỗ và yên lặng. Các em hãy nhìn lên đây, nhìn bức chân dung này, các em hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay. Toàn trường chúng tôi lặng ngắt, tưởng chừng như đã vùi kiến dưới tuyết. Có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua các kẽ hở, có thể nghe thấy cả tiếng những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ xuống mái rơm Trong giờ phút ấy, trong khi tất cả các thành phố vốn nhộn nhịp đều đã lặng đi, trong khi những công trường đã từng làm rung chuyển cả mặt đất, đã im bặt tiếng máy, trong khi những đoàn tàu lăn bánh ầm ầm bỗng đứng lặng yên trên các đường sắt, trong khi toàn thế giới đang chìm sâu trong tang tóc, trong giờ phút đau thương đó, thầy trò chúng tôi, một bộ phận nhỏ bé của toàn dân cũng đang nín thở kim trang đứng mặc niệm trong căn nhà kho lạnh giá không ai biết tới được gọi là trường học ấy để vĩnh biệt lenin thầm cho mình là những kẻ thân thuộc nhất của người và thương tiếc người hơn ai hết còn lenin của chúng tôi vẫn vận chiếc quần dài quân nhân hơi rộng với cánh thư tay bị thương treo ngang trên ngực vẫn từ trên vách nhìn xuống chúng tôi cái nhìn trong sáng vẫn như nói với chúng tôi các cháu ơi Giá các cháu biết một tương lai đẹp đẽ nhường nào đang chờ các cháu. Và tôi có cảm giác rằng trong giây phút yên lặng đó, người đang nghĩ về tương lai của tôi thật. Sau đó, thầy đi sen đưa hai ống tay áo lên lau nước mắt và nói. Hôm nay thầy phải lên huyện, thầy đi để gia nhập đảng, ba ngày nữa thầy sẽ về. Đối với tôi, ba ngày đó mãi mãi là những ngày lặng lẽ nhất trong những ngày đông tháng giá mà tôi phải chịu đựng dường như có những sức mạnh hùng vĩ nào đó của thiên nhiên đang muốn ra sức thay thế trên mặt đất con người vĩ đại vừa đi khỏi thế giới của chúng tôi gió không ngừng thổi réo lên từng cơn bão tuyết cứ quay cuồng không ngớt băng giá kêu lanh lảnh như tiếng sắt sức mạnh của thiên nhiên không sao yên được nó lồng lộn vật vã trên mặt đất khóc than nước nở làng tôi chìm lặng dưới chân những ngọn núi lờ mờ tối sẫm giữa những tầng mây mù bay là là sát đất những làn khói trắng nhỏ tỏa ra từ các ống khói ngoằn ngoèo không một ai ló ra khỏi nhà hơn nữa lũ cho sói đói bỗng trở nên liều lĩnh ban ngày chúng trắng trợn hoành hành trên các ngả đường tối đến chúng sục sạo ở ngay cạnh làng và suốt đêm cho tới sáng cứ chu lên đói khát điên dại không hiểu sao tôi cứ lo thay cho thầy của chúng tôi không có áo lông chỉ mọc phong phanh một chiếc áo choàng bộ đội ấy thì thầy làm sao chịu được cơn rét này và đến ngày đi sen phải về tâm can tôi cứ như lửa đốt lòng tôi đã cảm thấy có điều gì chẳng lành chốc chốc tôi lại chạy ra sân nhìn ra cánh thảo nguyên vắng vẻ phủ đầy tuyết trắng xem thầy giáo có xuất hiện trên đường cái không nhưng vẫn không có lấy một bóng người thầy ơi thầy ở đâu em van thầy thầy đừng về khuya đấy về nhanh lên thầy chúng em đang đợi thầy đây thầy có nghe thấy không chúng em đang mong ngóng thầy về nhưng Thảo Nguyên không hề đáp lại tiếng gọi thầm lặng của tôi và không hiểu sao tôi òa à lên khóc nức nở. Thím tôi đã phải bực mình vì tôi cứ đi ra đi vào mãi. Thím giơ ngón tay lên đe tôi. Hôm nay mày có để cho cái cửa được yên không nào? Ngồi ngay vào một chỗ, cầm lấy ống sợi mà quay. Mày làm cho mấy đứa trẻ chết cóng lên rồi đấy. Có giỏi cứ nhảy ra ngoài một lần nữa ta xem nào. Và thím không cho tôi ra khỏi nhà nữa. Trời đã sầm tối, Thế là tôi không được biết thầy đã về hay chưa Vì thế tôi không thể nào ngồi yên được Khi thì tôi tự an ủi rằng Duy Sen chắc đã về đến làng rồi Vì chưa lần nào thầy trở về lỡ hẹn cả Khi thì tôi lại chợt nghĩ hay thầy bị ốm nên phải đi chậm Hễ trời cợ nổi cơn bão tuyết lên Là đêm hôm thế này chẳng mấy chốc thầy sẽ bị lạc trên thảo nguyên Tôi không sao làm việc được nữa Không sao điều khiển nổi hai cánh tay Sợi cứ đứt luôn Làm cho thím tôi điên tiết lên Hôm nay mày làm sao thế? Tay mày là tay gỗ hay sao? Thím tôi càng nói càng nổi sung, mắt lườm tôi. Cuối cùng không sao chịu được nữa, thím quát. Ồ sao mày không chết quách đi cho rảnh? Tốt hơn hết là mày xéo đi, mang trả cho bà cụ sai can cái bao tải. Thiếu chút nữa tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, thầy đi sen lại ở ngay nhà bà cụ sai can. Hai ông bà cắt tan bai và sai can vốn có họ xa với mẹ tôi. Trước đây tôi vẫn thường lui tới chỗ hai cụ Đôi khi tôi còn ngủ lại đấy nữa Không hiểu thím tôi có nhớ tới chuyện đó Hay trời xui đất khiến thím làm vậy Thím vừa rúi cái bao tải vào tay tôi Vừa nói thêm Hôm nay mày làm tao phát ngấy lên Như trong những năm đói phải ăn cám mãi Cút ngay đi Nếu ông bà cụ cho ngủ thì ở quát lại đằng đấy Đi cho khuất mắt ta Tôi chạy vụt ra sân Gió cứ điên cuồng lồng lộng như một lão phù thủy hung dữ nó sặc sụa một lát rồi phần phật thổi hắt tung những nắm tuyết lạnh buốt vào khuôn mặt nóng bừng của tôi. Tôi cặp chặt chiếc bao tải vào nách và chạy một mạch theo những vết chân ngựa thưa thớt còn mới nguyên đến cuối làng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đã về chưa? Thầy giáo đã về chưa? Tôi chạy tới nơi nhưng không thấy thầy đâu. Thấy tôi im tin thít đứng ngoài ngưỡng cửa, thở hồn hển Bà cụ sai can lo sợ hỏi. Cháu làm sao thế? Sao cháu phải chạy học tốc thế? có chuyện gì chẳng lành phải không không ạ à, chẳng sao đâu ạ à. cháu mang cái bao tải đến đây này bà cho cháu ở lại đây tối nay được không cháu quý của bà cháu cứ ở lại đây trời ơi con danh này làm cho hoảng cả lên sao từ mùa thu đến giờ chả thấy cháu thò mặt đến cháu ngồi lại gần lửa mà sửa cho ấm ông cụ cắt tan bai đang ngồi cạnh cửa sổ vá mấy chiếc ủng cũ nói vọng ra này bà nó này đem thịt giang lại cho cháu gái nó ăn đi May ra Duy Sen cũng sắp về rồi đấy Có lẽ anh ấy phải về từ lâu rồi Nhưng không sao Anh ấy sắp về đấy Cũng mới bắt đầu tối thôi Con ngựa nhà này phóng nước mã hồi nhanh lắm Ngoài cửa sổ Trời đã tối sẫm lại từ lúc nào không biết Trong lòng tôi cứ thấy thấp thỏm không yên Mỗi khi nghe thấy tiếng chó sủa Hay tiếng người nói vong vẳng Là tôi im lặng đi Nhưng thầy Duy Sen vẫn chưa về May sao bà cụ sai can luôn miệng nói chuyện này chuyện nọ Thành thử cũng đỡ sốt ruột Chúng tôi cứ thế đợi thầy đi sen hết giờ này sang giờ khác Nhưng tới gần nửa đêm Ông cụ cắt tan bai cũng đã mệt Và bảo bà cụ Thôi bà nói trải giường đi Anh ấy trả về tối nay đâu Khuya rồi Các ông lãnh đạo với khối việc ra chắc lại giữ anh ta lại thôi Không thì anh ấy đã về đến nhà từ lâu rồi Ông cụ lên giường ngủ Bà cụ dọn chỗ nằm cho tôi trong góc nhà sau lò sưởi nhưng tôi không tài nào chợp mắt được Ông cụ cứ ho hung hắng Chở mình thì thầm đọc kinh Rồi lo lắng lẩm bẩm Chả hiểu con ngựa của mình ra sao Đến nắm cỏ cũng chẳng ai cho không Còn lúa thì dù có tiền cũng chẳng mua được cho nó ăn Chả mấy chốc cụ các tan bay đã ngủ say Nhưng ngoài trời gió vẫn không dịu xuống Gió sục sạo trên mái nhà Lùa trên những đuôi mái tranh ở đầu hồi Bay lất vất Quất từng trận vào cửa kính nghe thấy cả tiếng tuyết rơi đập vào tường ở mé ngoài. Lời nói của ông cụ đã chẳng làm tôi yên tâm được. Tôi cứ có cảm tưởng là thầy giáo sắp về đến nơi và tôi cứ nghĩ mãi về thầy, hình dung thấy thầy đang trên đường về, ở giữa những cánh đồng tuyết phủ mênh mông. Tôi cũng không hiểu tôi chập mắt ngủ được bao lâu, nhưng bỗng có cái gì khiến tôi phải cất đầu lên khỏi mặt gối. Có tiếng chu ú ớ chuyển đi trên mặt đất rồi mất hút trong thinh không. Chó sói, và không phải chỉ một con mà cả một bầy lũ cho sói gọi nhau tứ phía rồi dồn lại rất nhanh những tiếng chu của bầy sói quyện lại với nhau thành một tiếng giống kéo dài hòa theo gió vang đi khắp thảo nguyên khi xa dần khi gần lại có khi tưởng chừng luận quẩn đâu đây ngay bên cạnh ngay ngoài đầu làng tiếng sói gọi bão đấy bà cụ thì thầm ông cụ im lặng lắng tai nghe rồi nhảy từ trên giường xuống không bà nó ạ à, không phải chỉ có thế đâu Chó sói đang rượt theo ai Chúng nó vây người hay vây ngựa đấy Thấy không Cầu chúa phù hộ cho Duy Sen tai qua nạn khỏi Anh ấy chẳng biết lo nghĩ gì cả Anh ấy còn trẻ người non dạ quá thôi Ông cụ cắt tan bay đứng phát dậy Tìm cái áo lông trong bóng tối Đèn đâu bà nó ơi Thắp cái đèn lên Trời ơi nhanh lên Chúng tôi run cầm cập vì sợ hãi và tràng dậy Trong lúc bà cụ sai can tìm được đèn Đang thắp lên thì tiếng cho sói giống lên bỗng câm mặt như bị cắt ngang Lũ chó chết tiệt chộp được mồi rồi Ông cụ cắt tan bài thét to lên Vớ lấy chiếc gậy toan chạy ra ngoài cửa Nhưng vừa lúc ấy có tiếng chó sủa Có tiếng đế giày bước lạo xạo trên mặt tuyết Có ai chạy qua các cửa sổ Rồi có tiếng gõ mạnh dồn dập vào cánh cửa Hơi lạnh ở bên ngoài ùa vào phòng Thành một đám mây dày đặc Khi đám mây đó đã tan hết Chúng tôi mới nhìn thấy đuôi sen Mặt xám ngắt thở hồn hển Thầy lảo đảo bước qua cánh cửa rồi ngả lưng dựa vào tường Súng Đi sen nói trong tiếng thở vào Nhưng chúng tôi hầu như không hiểu thầy định nói gì Mắt tôi, tối sầm lại Tôi, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hai cụ vừa khóc Vừa than thở Xin cúng một con kiểu đen Xin cúng một con kiểu trắng Thôi nhờ Đức Bobedin phù hộ cho anh Có phải anh đấy không Súng, đưa súng cho tôi Thầy đi sen nhắc lại Không có, anh định làm gì đấy Anh đi đâu Ông cụ và bà cụ mỗi người bám lấy một bên vai thầy đi sen Đưa cho tôi cái gậy vậy Nhưng hai cụ khẩn khoản nói Chừng nào chúng tôi còn sống Anh không được đi đâu cả Không đi đâu nữa Thả anh giết chúng tôi ngay tại chỗ còn hơn Tôi cũng thấy người mệt lả dã rời Đành lặng lẽ nằm xuống giường Tôi không kịp Chúng đã đuổi sát đến tận nhà Thầy đi sen vừa thở hồn hển Vừa nói rồi lẳng chiếc roi ra vào góc nhà Dọc đường về ngựa đã kiệt sức rồi lại bị chó sói đuổi, nó vừa chạy đến đầu làng thì ngã gục xuống, lũ chó sói nhảy sổ ngay tới. thôi kệ xác nó, quý hồ anh còn sống là được rồi. con ngựa mà không quỵ xuống thì chúng nó cũng chẳng tha cho anh về đâu. may mà đức bao bê đi phù hộ cho anh nên mới được như thế. bây giờ cởi áo ra, ngồi lại gần lửa mà sửa, ấy, đưa tôi tháo ủng cho. cụ các thân đái lăng xăng bên cạnh đi sen nói, còn bà lão xem có gì ăn thì đem hâm lại đi. Họ ngồi xuống cạnh lửa và bây giờ cụ các tan bai mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi, cái gì trời đã định thì không sao tránh khỏi. Nhưng sao anh lại ra về muộn thế? Thưa bác, hội nghị ở Ủy ban huyện bị kéo dài. Cháu vào đảng rồi. Hay lắm, nhưng sáng hôm sau hãy về có phải hơn không? Nào có ai bắt anh phải về ngay đâu. Cháu đã chắc hứa với các em là sẽ về hôm nay. Thầy đi sen đáp. Mai phải bắt đầu học rồi, ôi thật là ngốc, cụ Cát Tan Ba nhổm cả người dậy và bực sọc lắc đầu. này bà già nó ơi, thử nghe xem, anh ấy đã chót hứa với lũ trẻ con, với cái bọn nhãi mất rồi. thế nhỡ mệnh hệ thì sao hả? mà anh có hiểu được là anh đang nói gì không? đây là bổn phận của cháu, nhiệm vụ của cháu bác ạ. nhưng còn cái này bác thử nghĩ xem, thường cháu vẫn đi bộ. Thế mà lần này không biết ma quỷ nào xui khiến cháu mượn bác con ngựa mà để đem cúng cho lũ sói. Cụ các tan bai cáu kỉnh nói. Nhưng tôi không nói chuyện ấy. Con ngựa chết tiệt đấy mất đi thì mặc xác nó. Coi như nó hiến thân để chuộc mạng cho anh. Trước kia hàng bao nhiêu năm tôi không có ngựa thì bây giờ mất ngựa cũng chẳng sao. Chính quyền Xô Viết còn thì tôi còn làm ra được. Ông già nói phải đấy. Bà cụ sai can tiếp lời, giọng đầy nước mắt chính quyền Xô Viết còn là ta còn làm ăn được. Này, ăn đi con, kẻo nguội mất. Họ yên lặng. Một lát sau, cụ các tan bay vừa cởi than hồng ra, vừa nói, vẻ trầm ngâm. Anh đi xem, tôi xem anh cũng không đến nỗi đần độn, mà lại còn thông minh nữa là khác. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh cứ bị dịn với cái trường này, với cái bọn trẻ con khờ dại ấy. Hay anh không kiếm được nghề nào khác, anh cứ đi chăn kiểu thuê cho người ta cũng được no ấm chán bác ạ à, cháu hiểu rằng bác chỉ mong điều lành cho cháu nhưng nếu những trẻ thơ dại kia sau này cũng cứ nói như bác cần gì trường học cần gì phải đi học thì sự nghiệp của nhà nước xô viết sẽ chẳng nhích được bao xa thế nhưng bác lại muốn sao cho chính quyền xô viết đứng vững sao cho nó sống mãi chính vì vậy nên đối với cháu trường học không phải là gánh nặng bác ạ à. giá cháu dạy được cho các em học thật tốt thì cháu không còn mơ ước gì hơn nữa chính lenin đã từng nói ừ thì tiện anh nói cụ các tan bay chặn lời đi sen yên lặng một lát rồi nói tiếp đấy anh cứ đau buồn thương tiếc mãi nhưng nước mắt cũng chẳng làm cho lenin sống lại được hử giá có được phép lại hay là anh tưởng những người khác không hề buồn không hề đau khổ chăng anh thử nhìn vào tận trong lồng ngực tôi mà xem tim tôi cũng ứa máu ra chứ có phải không đâu tôi không biết làm như vậy có hợp với cái chính trị của anh không Chứ mặc dầu Lenin là người khác tín ngưỡng, tôi cứ mỗi ngày năm lần cầu nguyện cho người. Anh đi xe ạ, có khi tôi lại nghĩ rằng dẫu chúng ta khóc người bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng được ích gì. Anh đi xe ạ, tôi cứ tự phán đoán theo lối các cụ thế này. Lenin bao giờ cũng sống mãi trong nhân dân và cứ theo dòng máu lưu truyền từ đời cha đến đời con. Thật cháu xin cảm ơn những lời bác nói, bác nghĩ đúng lắm. Lenin tuy mất rồi nhưng chúng ta sẽ noi gương người mà sống. Trong khi nghe cụ cắt tan bai và đi sen nói chuyện với nhau, tôi hoàn hồn dần. Hồn vía tôi từ một nơi nào xa lắm từ từ trở lại. Thoạt đầu tất cả những việc xảy ra hệt như một giấc mơ. Mãi tôi vẫn chưa tin được rằng đi sen đã về, vẫn còn sống và lành lặn. Rồi một nguồn vui bồng bột chan hòa như dòng nước lũ mùa xuân tràn vào tâm hồn tôi, cũng dường như chìm ngập trong dòng tình cảm nóng hổi đó. Tôi òa lên khóc nước nở, có lẽ chưa có ai qua những phút mừng rỡ như tôi bây giờ Trong giây phút đó đối với tôi không còn gì tồn tại nữa Kể cả túp lều, vách đất cả cả đêm bão tuyết ngoài sân Cả đàn sói đang sâu xé con ngựa duy nhất của cụ các tan bai ở đầu làng Không có gì nữa hết Tất cả tâm hồn, ý nghĩa Cả con người tôi đều tràn ngập một niềm hạnh phúc phi thường Không lường hết được Vô tận, vô cùng như vũ trụ Tôi chùm chăn kín đầu và bịt chặt miệng lại để đừng ai nghe thấy tiếng khóc của tôi nhưng thầy Duy Sen đã hỏi Ai khóc thút thít sau là sưởi thế Bà cụ sai can đáp Antinai đấy mà Lúc nãy nó sợ quá nên đang khóc đấy Antinai à Em ấy ở đâu đến đây Thầy Duy Sen đứng phát dậy Chạy lại quỳ xuống mặt đất ngay cạnh đầu giường tôi tôi khẽ chạm tay vào tay tôi Antinai làm sao thế Tại sao em khóc Tôi quay mặt vào tường và càng khóc to hơn trước Sao thế? Sao em sợ đến thế? Em đã lớn rồi kia mà Sao lại thế Nào nhìn thầy này Tôi ôm chặt lấy thầy Duy Sen Áp chặt đôi má nóng bừng Ướt đẫm nước mắt vào vai thầy giáo Và khóc nước nở Không tài nào tự chủ được nữa Niềm vui sướng tràn ngập tâm hồn tôi Tôi run lên trong cơn sốt Và không còn đủ sức để kìm lại nữa Ừ hẳn là con bé hồn siêu phách lạc đi đâu hết Cụ các tan bai cũng đâm lo và đứng dậy Kìa bà khấn khứa cho nó một tí Nhanh lên nào và cả hai cụ bỗng tíu tít cả lên bà cụ sai can thì thầm mấy câu thần chú rồi vẩy hết nước lạnh đến nước nóng vào mặt tôi xông hơi cho tôi và cũng khóc òa lên cùng với tôi trời ơi giá các cụ hiểu được rằng tôi hồn siêu phách lạc vì một niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi không đủ sức để kể ra có lẽ cũng không tài nào diễn tả nổi thầy Duy sen vẫn ngồi cạnh tôi đưa bàn tay mắt lạnh vuốt nhẹ lên vầng trán nóng hổi của tôi cho đến lúc tôi nín hẳn và ngủ thiếp đi. Phần 4. Mùa đông đã du mục sáng bên kia đèo. Mùa xuân đang lùa những đàn gia súc màu xanh của nó đến trên những cánh đồng bằng, tuyết đã tan. Mặt đất ướt như sương phủ lên từng chỗ. Từ miền ấy, những luồng hơi ấm bốc lên lùa vào núi, mang theo hơi thở của mùa xuân, của đất đai, hương vị của sữa đang lên hơi các cồn tuyết cũng xẹp xuống những tảng băng trên núi đã chuyển mình và các dòng suối đóng băng cũng nứt nẻ vỡ toác rồi tràn lên cuồn cuộn chảy thành những thác nước dũng mãnh réo ầm ầm trong các thung lũng có lẽ đó chính là mùa xuân đầu tiên trong thời niên thiếu của tôi dù sao đối với tôi nó cũng vẫn đẹp hơn tất cả các mùa xuân trước đứng ở trường chúng tôi từ trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy cả thế giới tươi đẹp của mùa xuân mở rộng ra trước mắt mặt đất dường như giang tay chạy từ trên núi xuống và không đủ sức dừng lại nữa cứ lao vùn vụt vào các vùng xa tắp của cánh thảo nguyên đang lấp lánh như bạc dưới ánh nắng bao phủ trong một làn hơi huyền ảo ở một nơi nào xa tít tận góc biển chân trời có những hồ nước băng tan xanh biếc ở một nơi nào xa tít tận góc biển chân trời có những bầy ngựa đang hí lên trên nền trời xanh đàn xíu bay qua cánh nâng những làn mây trắng Đàn xếu bay từ đâu tới và gọi lòng người về đâu mà cất những tiếng kêu lanh lảnh buồn buồn như vậy. Mùa xuân tới gieo vui vào lòng chúng tôi, chúng tôi bày đủ trò chơi, luôn cất tiếng cười vô cớ. Cứ đến giờ tan học, suốt dọc đường về làng, chúng tôi vừa chạy vừa gọi nhau ầm ĩ. Thím tôi rất ghét cái lối ấy và không bỏ lỡ dịp mắng mỏ tôi. Còn đĩ, mày làm gì mà cứ tớn tác lên thế? Mày làm bà cô thế mãi không biết dơ à? Con nhà có phúc như người ta bằng tuổi mày Đã có chồng có con Vui nhà vui cửa từ lâu rồi Còn mày thì Đằng này lại đi thích đi học cơ Nhưng cứ đợi đấy Bà sẽ cai quản mày Thật ra thì tôi cũng chẳng để tâm đến Những lời dọa nạt của thí mấy lắm Vì đó không phải chuyện lạ Suốt đời thí mấy chỉ chửi mắng Còn nói rằng tôi làm bà cô Thì thật không đúng chút nào Có điều là mùa sân năm nay tôi lớn như thổi Thầy đi sen nói đùa tôi em còn là một cô bé đầu bù tóc rối mà hình như tóc em lại còn đỏ nữa kia chứ. Những lời của thầy không làm tôi chạnh lòng chút nào cả. Tôi thầm nghĩ, tất nhiên mình đầu bù tóc rối thật đấy, nhưng tóc mình chả đỏ tí nào đâu. Rồi đến lúc mình lớn hơn ít nữa, mình sẽ là một cô gái đến tuổi lấy chồng, mình chả đầu bù tóc rối thế này nữa đâu. Lúc đó thím cứ thử nhìn xem mình có xinh không. Thầy đi sen vẫn nói tôi có đôi mắt sáng như sao, có khuôn mặt cởi mở, thật thà có một lần khi chạy ở trường về tôi thấy có hai con ngựa lạ đứng ở ngoài sân cứ trông yên ngựa dây thắng cũng biết chủ của chúng là những người ở trên núi xuống và trước đây cũng có khi họ ghé qua vào nhà chú tôi mỗi khi đi chợ về hay mang thóc xuống say đứng ngoài cửa tôi đã nghe nhói lên vì thấy tiếng cười thiếu tự nhiên của thím tôi gớm thôi đừng lo anh ạ không nghèo đi đâu mà sợ rồi sau này khi con chim non đã cầm chắc trong tay rồi anh sẽ thầm cảm ơn tôi cho mà xem. Hì! Đáp lại lời thím tôi có tiếng vâng dạ rối rít và những tiếng cười ha hả. Đến khi tôi bước vào cửa thì mọi người im bặt. Cạnh đống nỉ phủ trên khăn trải bàn có một người đàn ông to béo phục phịch, mặt đỏ, ngồi trành ảnh như khúc gỗ. Đầu hắn đội mũ lông trồn che kín cả cái chán nhễ nhại mồ hôi. Hắn đưa mắt liếc nhìn tôi rồi đằng hắn một cái và cụp mắt xuống. Thím tôi nhoẻn miệng cười ô yếm nói, Ồ, con đã về đấy à vào đi con chú tôi cũng ngồi cạnh đống nỉ với một người lạ mặt hai người vừa đánh bài vừa nhắm rượu với bánh ô mạch cả hai đều ngà ngà say và mỗi khi họ quất bài xuống đầu họ cứ lắc lư đến kỳ quặc con mèo mướp bò lên chỗ khăn trải bàn nhưng lão mặt đỏ thì dùng đốt ngón tay cốc mạnh vào đầu nó một cái khiến nó kêu thét lên rồi nhảy vọt sang một bên và chúi đầu vào xó nhà khổ thân con mèo nó đau quá Tôi muốn bỏ đi ngay nhưng tôi không biết làm thế nào May vừa lúc ấy thím tôi nói Con ạ, à, thức ăn ở trong chảo ấy, con ăn đi kẻo nguội Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng rất khó chịu với thái độ của thím tôi vừa rồi Và tôi bắt đầu thấy trột dạ Tôi bất giác đề phòng Chừng 2 giờ sau, hai người khách lên ngựa trở về núi Lập tức thím tôi lại bắt đầu chỉ mắng tôi như thường lệ Và tôi đỡ thấy lo Tôi nghĩ thầm, té ra thím có vẻ ôn tồn như vậy chẳng qua vì say rượu thôi ít lâu sau có lần bà cụ sai can ghé qua nhà chú tôi lúc đó tôi ở ngoài sân nghe thấy bà cụ nói lại trời mợ làm gì vậy mợ giết nó thôi bà cụ sai can và thím tôi lấp cả lời nhau tranh cãi kịch liệt điều gì và lát sau cụ sai can bước ra khỏi nhà vẻ rất tức giận bà cụ nhìn tôi bằng đôi mắt vừa giận dữ vừa thương xót và lặng lẽ ra về Tôi bỗng thấy bứt rứt trong người. Tại sao cụ lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm gì đến nỗi cụ không hài lòng. Mấy hôm sau đến trường, tôi nhận thấy ngay thầy Duy Sen vẻ mặt xa sầm như đang có vẻ lo nghĩ điều gì. Mặc dầu thầy cố giấu đi. Tôi còn nhận thấy điều nữa là không hiểu tại sao thầy không hề nhìn về phía tôi. Sau buổi học, khi chúng tôi ào ào chạy ra khỏi trường như ong vỡ tổ, thầy Duy Sen gọi giật tôi lại. Atenai, đứng lại thầy bảo. Thầy bước lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào mắt rồi đặt tay lên vai tôi em đừng về nhà nữa antinai em có hiểu thầy không tôi lặng người đi vì kinh hãi bây giờ tôi mới hiểu thím tôi đang định làm gì tôi thầy đi sen nói thầy sẽ chịu trách nhiệm về em em ở tạm nhà bác cắt tan bai với thầy và lúc nào cũng phải đi theo thầy chắc hẳn lúc ấy tôi không còn chút máu mặt nào nữa thầy đi sen lấy tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười như mọi khi Antinai, em đừng sợ. Thầy vừa cười vừa nói. Thầy còn ở bên em, thì em không phải sợ ai cả. Em cứ đi học, cứ đến trường như cũ và đừng nghĩ gọi gì. Vì thầy biết, vẫn biết là em nhát lắm. Và nhân đây thầy kể cho Antinai nghe một câu chuyện mà thầy đã định kể từ lâu. Thầy đi sen lại phì cười, hẳn đang nhớ lại điều gì ngộ nghĩnh. Chắc em có lần nhớ cụ tan Bay dậy thật sớm và biến mất đấy. Té ra, cụ đi mời... Cụ dẫn ai về nhà em có biết không? Dẫn bà Lang Zainakova về. Thầy hỏi làm gì thế bác? Cụ trả lời là ấy để cho bà ấy cúng bái một chút đi gọi hồn nó về. Không thì con bé sợ quá hồn siêu phách lạc đi đâu mất. Thầy nói mời bà ấy ra đi không lại phải cúng cho bà ấy một con kiều mất. Mà nào nhà mình có giàu có gì cho cam? Ngựa cũng chả có mà cúng. Có mỗi một con thì cúng mất bầy sói rồi. Còn em thì lúc đó đang ngủ say Thế là thầy đuổi cổ được mụ thầy cúng ra khỏi nhà Về sau cụ các tan bai dạy thầy Suốt một tuần lễ không thèm trò chuyện với thầy Ông cụ nói Tôi già cả thế này mà anh còn chơi khăm tôi Nhưng ông cụ bà cụ là những người phúc hậu Hiếm có những người tốt như thế Thôi bây giờ ta về đi Ăn tên ai? Dù tôi có cố gắng can đảm đến bao nhiêu Cho thầy đi sen khỏi bận tâm Những ý nghĩ lo sợ vẫn không buông tha tôi vì bất thần lúc nào thím tôi cũng có thể đến cưỡng bức lôi tôi đi Rồi ở nhà họ muốn làm gì thì làm Không ai ở trong làng cấm được họ cả Suốt đêm tôi chằn chọc không ngủ được Vì mải lo nghĩ tới tai họa sắp đến Tất nhiên thầy đi sen hiểu rõ tâm trạng của tôi Cũng có thể vì muốn xua đuổi những ý nghĩ đen tối đó của tôi Nên ngày hôm sau thầy mang về trường hai cây phong nhỏ Sau buổi học thầy cầm tay tôi dẫn sang một bên Thầy mỉm cười một nụ cười bí ẩn và bảo tôi Antinai, bây giờ thầy với em cùng làm chung một việc. Hai cây phong này thầy mang về cho em đấy. Chúng ta sẽ cùng trồng và trong khi chúng lớn lên, ngày một thêm sức sống, em cũng sẽ trưởng thành, em sẽ là một người tốt. Em có một tâm hồn đẹp và một đầu óc ham học. Thầy bao giờ cũng nghĩ rằng em sẽ trở thành một người thông thái. Thầy tin như vậy, em ạ. À. Số phận em nhất định sẽ như thế. Bây giờ em trẻ măng như một thân cây non, nhưng đôi cây phong nhỏ này, Antinai ạ, à, ta sẽ tự tay trồng lấy hai cây phong này và mong sao em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong học tập. Ngôi sao nhỏ trong sáng của thầy ạ. Hai cây phong ấy còn non, vừa cao bằng người tôi, thân biêng biếc. Và khi hai chúng tôi đã trồng xuống khoảnh đất cạnh trường, từ chân núi đưa lên một làn gió nhẹ. Lần đầu tiên chạm vào những khóm lá bé lan tan như thổi một luồng sinh khí vào chúng. Mấy khóm lá run rẩy, hai cây phong bắt đầu lay động, đung đưa. Em trông, Đẹp chứ kìa. Đi sen cười, lùi lại ngắm. Bây giờ ta hãy đào một đường dẫn nước ở ngọn suối đằng kia về, rồi em sẽ thấy hai cây phong của chúng ta đẹp đến nhường nào. Chúng nó sẽ đứng trên ngọn đồi này, sát cánh nhau như hai anh em. Và mọi người sẽ luôn luôn nhìn thấy chúng và những người lành sẽ thấy lòng vui lên khi nhìn thấy chúng. Đến khi ấy cả cuộc sống cũng sẽ khác, Antinai ạ. Tất cả những điều đẹp nhất đều hãy còn ở phía trước. Ngay cả bây giờ tôi cũng không sao tìm được những lời lẽ có thể nói lên ít nhiều lòng cảm kích của tôi trước tâm hồn cao thượng của Đi Sen. Còn khi ấy, tôi chỉ đứng yên nhìn thầy. Tôi nhìn Đi Sen như thể lần đầu tôi đừng nhìn thấy hết vẻ đẹp sáng ngời trên gương mặt thầy. Tấm lòng chiều mến và trung hậu ánh lên trong đôi mắt thầy. Dường như trước kia tôi chưa từng biết đến đôi bàn tay của thầy mạnh mẽ và khéo léo như thế nào trong lao động. Nụ cười trong sáng của thầy có sức sửa ấm lòng người đến nhường nào. Và trong lòng tôi như một đợt sóng nồng nàn bỗng cuộn lên một tình cảm mới mẻ mà tôi chưa hề biết từ một thế giới xa lạ nào lan tới. Và cả tâm hồn tôi như vươn mạnh đến Duy Sen để nói với người, Thầy ơi, em cảm ơn thầy đã sinh ra với một tâm hồn đẹp đẽ như vậy. Em muốn ôm hôn thầy. Nhưng tôi e ngại không dám nói lên những lời ấy, đáng lẽ tôi nói ra mới phải. Lúc ấy, chúng tôi chỉ đứng yên dưới vòng trời trong sáng giữa vùng đồi xuân xanh mơn mởn, mỗi người theo đuổi một ước mơ riêng. Và trong giờ phút ấy, tôi quên bẵng mối nguy cơ đang lơ lửng trên đời tôi. Thậm chí tôi cũng không hề nghĩ xem ngày mai đây cái gì đang chờ đợi tôi, và cũng không nghĩ xem tại sao đã hai ngày nay thím tôi không đi tìm tôi. Có lẽ họ đã quên tôi chăng? Hay họ đã đành chịu để mặc tôi? Nhưng thật ra đi sen lại không nghĩ đến điều đó em đừng buồn à, anthony ạ à, ta sẽ tìm ra lối thoát đi sen nói khi chúng tôi trở về thôn ngày kia thầy sẽ lên huyện thầy sẽ bàn việc của em với đồng chí trên ấy có lẽ họ sẽ nghe thầy mà cho em lên tỉnh học em có muốn không thầy đã nói sao em cũng xin vâng lời tôi đáp tuy tôi không hình dung được trên tỉnh ra sao nhưng những lời của thầy đi sen nói cũng đủ sức để tôi ước mơ cuộc sống ở thành thị có khi tôi thấy sợ hãi trước cảnh sống xa lạ nơi đất khách quê người. Có khi tôi lại quyết tâm ra đi. Nói tóm lại là bây giờ trong trí óc tôi không lúc nào không lởn vởn những tỉnh với thành. Và hôm sau, trong khi ngồi học, tôi cũng chỉ nghĩ đến việc ấy. Tôi sẽ sống ở tỉnh ra sao và biết ở nhà ai. Nếu có ai cho tôi ở nhờ, tôi sẽ bổ củi, sách nước, giặt rũ. Họ sai gì tôi cũng làm. Tôi đang suy nghĩ liên miên như thế. Trong khi ngồi học, thì bỗng giật mình thảng thốt khi chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập sau mấy bức vách ọp ẹp của ngôi trường chúng tôi. Những tiếng động ấy đột ngột quá và mấy con ngựa phi nhanh quá đến nỗi tưởng như chúng sắp xéo bừa lên ngôi trường. Chúng tôi ai nấy đều nín thở, chờ đợi. Các em đừng để ý, cứ lo việc của các em đi. Đi sen nói nhanh, nhưng lúc ấy cánh cửa bỗng mở toang và nghe đánh sầm một tiếng và trên những ngưỡng cửa thím tôi hiện ra, trên môi nở nụ cười hà hê, nanh ác đầy vẻ thách thức. Đi sen bước ra cửa. Bà đến có việc gì? Đến có việc chẳng dính dáng gì đến mày. Tao đem con tao đi gả chồng. Ê, cái con cầu bơ cầu bất kia. Thím trồm về phía tôi, nhưng đi sen đã chặn lối. Ở đây toàn nữ sinh cả, chưa có em nào gả chồng được. Đi sen nói, giọng dẫn giỏi và điềm tĩnh. Để rồi xem. Ê, bọn đàn ông, bắt lấy con chó chết đấy, lôi nó ra, Thím tôi giơ tay vẫy một tên trong bọn cưới ngựa Đó chính là cái lão mặt đỏ đội mũ da cáo Thêm hai tên nữa cầm những chiếc cậy nặng Vót nhọn xuống ngựa theo sau lão ta Đồ chó lộn nòi Sao mày lại dám tự tiện xem con gái nhà người ta như vợ mày thế hả Thôi cút đi Nói đoạn tên mặt đỏ xông vào đi sen như một con gấu Các người không có quyền vào đây Đây là trường học Đi sen nói Hai tay nắm chặt lấy thành cửa Tôi đã bảo mà. Thím tôi rít lên, hắn hú ý với con ấy đã lâu, hắn rủ dê con chó đẻ ấy đến đây để hưởng không. Tao nhổ tuẹt vào cái trường học của mày. Lão mặt đỏ gầm lên, tay hoa chiếc roi ra. Nhưng Duy Sen đã nhanh tay hơn hắn. Thầy giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn, hắn kêu lên một tiếng và ngã xuống. Ngay lúc đấy, hai tên cầm gậy nhọn xông vào Duy Sen, đũ trẻ con kêu rú lên và chạy bổ về phía tôi. Cánh cửa bị xô mạnh vỡ ra từng mảnh. Tôi lao vào đám đánh nhau, lôi theo cả lũ trẻ đang biếu vào người tôi. Buông thầy giáo ra, không được đánh. Tôi đây, bắt tôi đi chứ không được đánh thầy giáo. Duy Sen quay lại nhìn. Mình mẩy Duy Sen máu me bê bếp, vẻ căm giận, trông rất khủng khiếp. Thầy cúi xuống đất, lấy một tấm ván khoai lên, quát. Chạy đi các em, chạy về làng. Antinai, chạy đi. Tiếng kêu của Duy Sen nghẹn ngào thành tiếng nấc. Chúng nó đã đánh gãy tay Duy Sen. Thầy ép cánh tay vào ngực bước lùi lại còn bọn kia thấy thầy không còn sức chống cự liền xông vào đánh thầy giống lên như một đàn bò dạ đánh đánh đập vỡ đầu nó ra đánh chết nó đi thím tôi và lão mặt đỏ hầm hè xông vào tôi họ lấy bím tóc của tôi quấn quanh cổ tôi và lôi sành sạch ra sân tôi cố sức vùng dậy và tháo một giây tôi trông thấy bọn trẻ đờ người ra gào thét và đi xen đứng cạnh tường mình đẩy những vết máu đen thẫm thầy ơi nhưng duy sen không thể có cách gì cứu tôi được thầy hãy còn đứng được nhưng lạng trạng như người say rượu dưới trận đòn của lũ ác ôn mái đầu duy sen gục xuống ngực thầy cố ngẩng lên trong khi bọn vô lại ra sức đánh thầy bọn chúng vật tôi xuống và chói tay tôi lại trong lúc đó duy sen lăn lộn trên mặt đất thầy ơi nhưng bọn chúng đã bịt mồm tôi lại và sóc tôi nằm vắt ngang trên yên ngựa lão mặt đỏ đã lên ngựa hai tay và ngực lão đè lên người tôi. Hai tên đang đánh đuôi sen cũng lên yên, thím tôi thì chạy bên cạnh và nện vào đầu tôi. Thấy chưa, thấy chưa, tao tống tiễn mày như thế đấy. Còn thằng thầy mày thì hết kiếp rồi. Nhưng không, thầy tôi chưa hết kiếp. Từ phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Ăn tư Tôi chật vật ngẩng mái đầu đang buông thõng bên yên ngựa và nhìn lại. Đi sen đang chạy theo sau, bị đánh gần chết, máu me bê bết, thầy cầm một hòn đá lớn đuổi theo, và sau lưng thầy, cả lớp cũng vừa kêu khóc vừa chạy theo. Đứng lại, đồ thú dữ! Đứng lại, buông nó ra, buông ra! Antinai. Đi Sen đuổi kịp quát lên. Bọn hung đồ kìm ngựa, hai tên kia cho ngựa quay lại kèm theo hai bên đi Sen. Đi Sen cắn lấy ống tay áo cho cánh tay khỏi vướng, nhắm đích và ném hòn đá, nhưng không trúng hai tên kia liền đâm hai nhát gậy nhọn vào đi sen, khiến thầy ngã xuống một vũng nước. Mắt tôi hoa lên, tôi chỉ kịp nhận thấy lũ trẻ trường chúng tôi chạy lại chỗ thầy, vẻ sợ hãi. Tôi không nhớ chúng đem tôi đến đâu và như thế nào. Tôi tỉnh dậy trong một căn lều vải, những ngôi sao đầu hôm, trầm tĩnh, không chút ưu tư, dòm qua chóc lều để hở. Gần đâu đây một con sông chảy róc rách và nghe vang vẳng có tiếng nói chuyện của những người chăn cứu đêm. Bên bếp lửa đã tàn lụi có một bà già lầm lì, người khô đét như que củi đang ngồi yên. Mặt bà ta đen sạm như màu đất. Tôi ngoảnh đầu sang phía bên kia. Ôi giá cái nhìn của tôi có thể giết chết được lão ấy. Mụ đen, đỡ nó dậy. Lão mặt đỏ ra lệnh. Người đàn bà đen đủi đến bên cạnh tôi và đưa hai bàn tay khẳng khiu lai vai tôi. Mụ bảo con bạn mụ cho nó biết điều. Không nghe cũng không xong đâu ta sẽ không nhiều lời với nó. Hắn ra khỏi lều, còn người đàn bà mặt đen sạm thậm chí cũng chẳng buồn nhúc nhích và chẳng nói lấy nửa lời. Có lẽ bà ta câm trăng, đôi mắt đờ đẫn như màu cho lạnh của bà ta nhìn thẫn thờ, không biểu lộ một cảm xúc gì hết. Có những con chó bị đánh đập liên biên từ khi còn bé. Những con người độc ác luôn luôn bạ gì vớ nấy đánh vào đầu chúng thì chúng quen dần đi. Nhưng trong khóe nhìn của chúng có một vẻ gì rất âm thầm trống trải đến nỗi trông mà ghê người. Tôi nhìn vào đôi mắt không hồn của người đàn bà mặt đen sạm và có cảm giác như chính tôi bây giờ cũng không còn sống nữa. Tôi đang nằm dưới mộ. Tôi sẵn sàng tin như vậy nếu như không có tiếng nước chảy róc rách ngoài sông kia đưa lại. Dòng nước cuồn cuộn vỗ vào các gành đá. Nước nó được tự do. Thím ơi, tâm hồn thím sao mà đen tối đến thế? Thím thật đáng muôn đời nguyền rủa hãy chết sặc trong nước mắt và máu của tôi. Đêm hôm ấy mới 15 tuổi đầu, tôi đã không còn là một cô gái trinh trắng nữa. Tôi còn ít tuổi hơn con cái tên hung đồ. Đến đêm thứ ba nhất quyết trốn đi, dù có sao cũng mặc. Dù có lạc đường hay bị bọn hung đồ đuổi kịp, tôi cũng sẽ chống cự cho đến hơi thở cuối cùng như đi xem thầy tôi. Trong đêm tối, tôi lặng lẽ lần ra phía cửa lèo. Tôi sờ lên cửa thì thấy nó đã bị bột chặt bằng một sợi dây thừng tết bằng lông đuôi ngựa nút dây xiết cứng, sắc rối. Tối mịt thế này thì không thể mở ra được. Tôi bèn cố vén thành lều lên để tìm cách bò ra ngoài. Nhưng dù tôi cố sức bao nhiêu cũng không sao vén được. Ở phía ngoài cũng có những sợi chảo căng sát vách lều xuống đất. Chỉ còn cách tìm một cái gì sắc cạnh để cắt những sợi dây buộc cửa. Tôi bắt đầu lục lọi chung quanh, nhưng không tìm thấy gì ngoài một cọc gỗ nhọn. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt đầu lấy cọc đào đất dưới vách lều. Dĩ nhiên làm như vậy cũng chỉ uổng công, nhưng lúc bấy giờ tôi không còn hay biết gì nữa, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ vô hy vọng. Cố thoát ra khỏi chốn này hay là chết, miễn sao đừng phải ở lại đây, có chết thì cũng là chết tự do, chết trong khi chống chọi với chúng, chứ không thể chịu khuất phục. Tô Côn nghĩa là vợ lẽ. Ôi sao tôi căm thù hai tiếng này đến thế, ai đã nghĩ ra hai tiếng ấy, nó sinh ra từ những thời quái gở nào. Có gì có thể ô nhục hơn tình cảnh của người vợ lẽ Bị ép buộc một bề Một kẻ tôi mọi cả về thể xác lẫn linh hồn Hỡi những người khốn khổ kia Hãy từ đáy mộ đứng lên Hỡi oan hồn của những người đàn bà bị trà đạp Bị lăng mạ Bị tước hết phẩm cách làm người Hãy đứng lên Hỡi những người bị đọa đày hành hạ Hãy lay chuyển bóng tối đen đặc của thời xưa ấy Hãy nghe tôi Người cuối cùng trong những người đã bước qua số kiếp ấy đêm ấy tôi có hay đâu rằng sau này tôi sẽ thốt lên những lời kia tôi cứ hăm hở mê mải đào đất dưới vách lều mặt đất ở chỗ ấy lởm chởm những đá không sao đào được tôi cào bằng móng tay mấy ngón tay tôi toạc rách sớm máu và đến khi lỗ đào đã vừa rộng để thò tay ra ngoài lều thì trời đã hừng sáng chó sủa gian người ở các lều bên đã bắt đầu thức dậy có tiếng vó rầm rập của một đàn ngựa phi qua lều xuống sông uống nước những đàn cừu ngái ngủ kéo qua, thở phì phò. Rồi có ai đến cạnh lều, tháo cỏ những sợi chảo căng ở bên ngoài, và bắt đầu giữa các tấm nỉ lợp lều. Đó là người đàn bà mặt đen trầm lặng. Thế nghĩa là thôn du mục này sắp rời đi nơi khác. Tôi chợt nhớ ra rằng hôm qua tôi tình cờ nghe loáng thoáng họ nói sáng nay sẽ rời đến cắm lều ở trên đèo. Tới chỗ chăn thả mới, rồi sẽ sang bên kia đèo, đi sâu vào vùng rừng núi. Ở suốt mùa hè trong ấy Và tâm hồn tôi lại càng nặng chịu Từ đấy trốn đi còn khó gấp trăm lần Lúc nãy tôi ngồi cạnh lỗ đào ra sao Thì bây giờ tôi vẫn ngồi yên như thế Thậm chí chẳng buồn nhích sang bên nữa Tôi còn giấu giếm làm gì cơ chứ Người đàn bà mặt đen Có trông thấy chỗ đất bị đào lên dưới vách Nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng Tiếp tục làm công việc của mình Và nói chung bà ta luôn tỏ vẻ Như không có việc gì dính dáng đến mình cả như thể không có gì trên đời này có thể gợi lên trong bà ta một mảy may cảm xúc thậm chí bà ta cũng không muốn đánh thức chồng dậy không dám xin hắn giúp mình một tay để thu vén lên đường hắn đang ngáy như một con gấu mình ngập dưới đống chăn và áo khoác những tấm dạ đều đã cuộn lại lều chỉ còn lại một cái sườn và tôi cũng ngồi trong cái lồng nhìn ra ngoài cách đấy không xa bên kia sông có mấy người đang thắng yên ngựa và xếp đồ đạc lên lưng bò rồi tôi thấy ba người cưỡi ngựa từ đâu bỗng phi về phía lều tôi đang ngồi. Thoạt tiên tôi tưởng họ đi tập hợp mọi người lên đường. Nhưng khi nhìn kỹ lại tôi choáng người đi. Đó là Duy Sen. Còn hai người kia thì đội mũ lưỡi chai công an, mặc áo khoác đính giải khuy đỏ. Tôi ngồi thừ ra như người chết rồi, thậm chí cũng không kêu lên được nữa. Tôi mừng quính lên. Thầy tôi vẫn sống. Và đồng thời tôi bỗng thấy lòng tôi như trống hoác ra. Nay tôi đã là một kẻ bỏ đi Một con người ô uế Đầu đi sen cuốn băng Tay cũng đeo băng Thầy nhảy xuống ngựa Dơ chân đập sập cửa Chạy vào lều và kéo phát tấm chăn Đắp trên người lão mặt đỏ Dậy! Đi sen giận dữ quát Lão kia nhấc đầu lên Rụi mắt rồi toan trồm lên người đi sen Nhưng lập tức phải chịu im Khi thấy hai khẩu súng lục của hai người công an chĩa vào mặt Duy Sen túm lấy cổ áo hắn, lay mạnh rồi kéo đầu hắn vào sát mặt mình. Đồ hèn mạt! Duy Sen nói thì thào có đôi môi trắng bạch. Bây giờ phải đi theo ta. Đi! Lão kia ngoan ngoãn cất bước, nhưng Duy Sen lại nắm chặt lấy vai hắn rồi nhìn thẳng vào mặt hắn, nói giọng đứt quãng. Mày tưởng đã giày xéo lên Antinai, như xéo lên đám cỏ dại hẳn. Mày tưởng đã hãm hại được Antinai. Mày lầm! Thời của mày đã hết, bây giờ đến thời của Antinai cái thời mà mày đã mạt kiếp rồi. họ để cho tên mặt đỏ đi ủng, chói tay hắn lạ và sốc lên ngựa. một trong hai người công an cầm cương dắt đi, còn người kia cưỡi ngựa theo sau. tôi ngồi lên yên ngựa của đi sen, còn thầy đi bộ bên cạnh. khi chúng tôi cất bước ở phía sau bỗng vang lên một tiếng rú man dợ, nghe không còn ra tiếng người nữa. người đàn bà mặt đen đang chạy lại phía chúng tôi như một người điên, bà tay nhảy chồm vào chồng tay cầm một hòn đá ra sức đánh vào chiếc mũ da cáo đội trên đầu hắn, miệng hét thất thanh. Mày đã uống máu tao, đồ sát nhân, mày đã đầy đọa tao suốt đời, quân giết người, tao không để cho mày sống, mày đi khỏi nơi này đâu. Chắc hẳn 40 năm nay bà ta đã không động ngẩng đầu lên, và tất cả những gì bấy lâu chồng chất lại, xô sụp trong lòng bà ta. Những gì vẫn đầu độc đời bà ta như một loài cỏ đắng, giờ đây đã bùng nổ ra. Những tiếng rú the thé của người đàn bà vang dội khắp các vách đá trong thung lũng Bà ta lồng lộn quanh lão mặt đỏ đang sợ sệt, co rúm người lại. Ném vào lão ta, nào đá, nào phân ngựa, nào những cục đất sét vớ được gì cũng ném, lớn tiếng nguyền rủa Sao cho cỏ đứng mọc ở chỗ chân mày bước qua, sao cho xương mày phơi trên đồng nội, sao cho quả mổ mắt mày đi, cầu trời đừng bắt tao thấy lại mặt mày lần nữa. Mày chết đi cho khuất mắt tao, đồ quái vật, mày chết đi, chết đi, chết đi. Bà ta thét lên rồi im bặt vừa kêu gào vừa bỏ chạy có thể tưởng như bà muốn trốn thoát khỏi mớ tóc đang bay tả tơi trước gió đuổi theo mình mấy người láng giềng vừa đến liền lên ngựa rượt theo như một cơn ác mộng đầu tôi cứ váng lên mình mẩy ê e ẩm tôi đờ đẫn ngồi trên lưng ngựa đi sen cầm cương đi trước một quãng thầy lặng thinh mái đầu quấn băng cúi gầm đi mãi hồi lâu chúng tôi mới ra khỏi cái thung lũng ghê rợn kia hai anh công an vượt lên trước cách chúng tôi khá xa Đi sen cho ngựa dừng lại Và lần đầu tiên nhìn tôi Đôi mắt buồn rười rượi. Antinai ơi Thầy không bảo vệ được em Em tha thứ cho thầy nhé Đi sen nói Đoạn cầm lấy tay tôi áp lên má Nhưng dù em có tha thứ đi nữa Thì thầy cũng không đời nào Có thể tự tha thứ cho mình việc này được Tôi khóc nấc lên Và gục xuống bầm ngựa Đi sen đứng cạnh Lặng lẽ vuốt tóc tôi rồi đợi tôi nín khóc cuối cùng thầy nói em bình tâm lại antinai ạ à, ta đi đi em nghe thầy nhé, hôm kia thầy vừa lên huyện em sẽ lên tỉnh học em nghe thầy không khi chúng tôi dừng lại bên một ngọn suối trong veo tuôn chảy dốc rách đi xe nói antinai em xuống ngựa mà tắm một chút thầy rút trong túi ra một miếng xà phòng nhỏ cầm lấy antinai cứ tha hồ dùng cho hết thầy sẽ ra kia cho ngựa ăn cỏ một lát em cởi áo quần xuống tắm đi và em hãy quên những chuyện đã xảy ra đừng bao giờ nhớ đến nữa tắm đi ăn tư nai em sẽ thấy dễ chịu hơn được chứ tôi gật đầu và khi đi sen đã dắt ngựa đi khuất tôi cởi áo quần thận trọng bước xuống suối những viên sỏi trắng tím xanh đỏ từ dưới lòng suối nhìn tôi là nước xanh lơ chảy xiết réo quanh mắt cá tôi tôi lấy tay vốc nước vỗ lên ngực những dòng nước mát rượi chảy trên thân thể tôi và tôi bất giác cất tiếng cười lần đầu tiên trong suốt mấy ngày hôm ấy được cười thích biết bao nhiêu tôi luôn tay vốc nước phả lên người rồi gieo mình xuống làn nước sâu dòng nước băng băng cuốn tôi đến một cồn cát tôi đứng lên rồi ngụp xuống dòng nước chảy cuồn cuộn tung bọt trắng xóa nước ơi hãy cuốn đi tất cả những bùn nhơ những nỗi ô nhục của mấy ngày hôm nay nước hãy làm cho tôi trong sạch như nước suối này Tôi thì thầm rồi cất tiếng cười vô cớ Tại sao vết chân con người không còn lại mãi mãi ở những nơi thân thiết Đáng ghi nhớ đối với lòng họ Giá giờ đây tôi có thể tìm lại con đường mòn mà Duy Sen đã đưa tôi xuống núi Tôi sẽ phục xuống đất và hôn lên những vết chân của thầy tôi Đối với tôi, con đường mòn ấy là con đường dẫn tới mọi con đường Thiêng liêng và diễm phúc thay ngày hôm ấy con đường mòn ấy. Con đường đã dẫn tôi trở về với cuộc sống, với niềm tin mới và bản thân mình, với những niềm hy vọng mới, với ánh sáng. Cảm ơn ánh sáng mặt trời, cảm ơn mảnh đất ngày hôm ấy. Phần kết Hai hôm sau, đi sen đưa tôi ra ga. Sau tất cả sự việc xảy ra, tôi không muốn ở lại trong thôn nữa phải bắt đầu cuộc sống mới ở một chốn mới. Và chăng mọi người cũng đều thấy tôi nghĩ đúng. Hai vợ chồng bà cụ xe can theo tiễn tôi, cuống quýt khóc lóc như trẻ con, dúi vào tay tôi những gói giấy, những bọc vải đựng thức ăn đường. Những người láng giềng khác cũng đến từ biệt tôi. Ngay cả ông cụ sa tương cun hay cãi cũng tới. Thôi, Thượng Đế phù hộ con, ông ta nói, cho con đường của con đi sáng rủa, con đừng sợ, con hãy sống theo lời dạy của thầy đi sen tất sẽ nên người. thôi chúng ta cũng bắt đầu hiểu biết ít nhiều rồi. các học sinh trường chúng tôi chạy mãi theo chiếc xe ngựa và vẫy tay từ biệt tôi. tôi ra đi cùng với mấy em nữa cũng được đưa lên nhà nuôi trẻ ở tascan. ở sân ga có một người đàn bà nga mặc áo varsa đợi chúng tôi. về sau đã bao lần tôi đi xe lửa qua ngôi nhà ga vùng núi nấp dưới bóng phong dương này tôi thường có cảm giác như đã vĩnh viễn để lại một nửa trái tim tôi ở nhà ga ấy trong ánh sáng loang láng màu tím nhạt của buổi chiều xuân hôm ấy có một cái gì buồn hiu hắt tưởng chừng như ánh hoàng hôn cũng hiểu thấu nỗi buồn chia ly của chúng tôi đi sen cố gắng không để lộ ra cho ai thấy lòng thầy đau đến nhường nào tâm hồn thầy đang buồn khổ đến nhường nào nhưng tôi thì tôi biết cũng chính nỗi đau buồn ấy đang nghẹn ngào trong cổ tôi đi sen nhìn chăm chăm vào mắt tôi Thầy vuốt tóc, vuốt má tôi, mân mê cả những chiếc khuy trên áo tôi. nai ạ, lẽ ra không bao giờ thầy để em xa thầy một bước. Duy Sen nói, nhưng thầy không có quyền cản trở em. Em phải học, vì thật ra thầy cũng chẳng biết được bao nhiêu chữ nghĩa. Em đi đi, như vậy tốt hơn. Có lẽ rồi em sẽ thành một người giáo viên thật sự. Và đến khi nhớ lại ngôi trường của chúng ta, em sẽ cười cũng nên. Thầy chỉ mong thế, chỉ mong được thế xa xa có tiếng còi tàu hỏa rúc lên vang dội khắp thung lũng quanh ga đã trông thấy những ánh đèn trên các toa xe mọi người nhốn nháo trên sân ga thôi thế là em sắp đi thầy siết tay tôi nói giọng run run chúc em hạnh phúc antinai nhé và cái chính là em phải học phải học tôi không đáp nước mắt trào lên nghẹn ngào không sao nói được đừng khóc antinai ạ à. đi sen lau nước mắt cho tôi rồi bỗng như sực nhớ ra, thầy nói Còn hai cây phong mà thầy với em đã trồng, thầy sẽ tự chăm bón lấy Và khi em đã trưởng thành trở về đây, em sẽ thấy chúng đẹp nhường nào Giữa lúc ấy, xe hỏa đã vào ga Bánh xe lăn ầm ầm, các toa xe xô vào nhau lịch kịch rồi dừng lại Thôi, chúng ta hãy chia tay nhau đi Duy Sen ôm chặt tôi và hôn lên trán Chúc em khỏe, lên đường may mắn nhé Từ biệt em, Antinai của thầy, em đừng sợ, hãy mạnh dạn lên mà đi. Tôi nhảy lên bậc toa và ngoái cổ lại nhìn, không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh Duy Sen, tay treo băng, đứng nhìn tôi với đôi mắt nhòa lệ, rồi vươn người tới như muốn đến với tôi. Vừa lúc ấy đoàn tàu chuyển bánh, từ biệt Antinai, từ biệt em ngọn lửa nhỏ của thầy. Duy Sen kêu lên, từ biệt thầy, từ biệt thầy kính mến của em. Duy Sen chạy bên toa xe, dừng lại, rồi bỗng trồm lên gọi lớn: "Antonai!" Duy Sen gọi như thể vừa quên nói với tôi một điều gì vô cùng quan trọng, bỗng sực nhớ ra. Tuy biết rằng bây giờ đã muộn mất rồi, cho đến nay trong tay tôi vẫn còn vang vẳng tiếng gọi ấy. Thốt lên, tự đáy lòng, từ những nơi sâu kín nhất của tâm hồn Duy Sen. Xe hỏa chạy qua đoạn đường hầm, rồi đổ ra đường thẳng tăng tốc độ đưa tôi băng qua những cánh đồng thảo nguyên của miền Các Ca, tiến tới một cuộc sống mới, một cuộc đấu tranh mới, những lao động mới. Từ biệt thầy, từ biệt ngôi trường đầu tiên của tôi, từ biệt thời thơ ấu, từ biệt mối tình đầu của tôi, mối tình không hề thổ lộ với ai. Phải, tôi đã được học trong một thành phố lớn như Duy Sen vẫn mơ ước, trong những nhà trường lớn, có những khung cửa sổ rộng như thầy vẫn tả, rồi sau khi thi tốt nghiệp trường dự bị đại học công nhân, tôi được cử đi Moscow vào viện Mark Lenin. Tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong những năm học dài đằng đẵng, đã bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng tưởng chừng không sao vươn đến đỉnh chóp cao siêu của khoa học. Và cứ mỗi lần như vậy, trong những phút giây gai go nhất, tôi lại thầm giữ trách nhiệm đối với người thầy đầu tiên của tôi và không dám lùi bước. Những điều mà người khác học được ngay thì tôi phải chật vật lắm mới hấp thu nổi, bởi vì cái gì tôi cũng bắt đầu từ a b c trong khi còn học ở trường dự bị đại học công nhân tôi có viết cho duy sen một bức thư thú nhận rằng tôi yêu duy sen và chờ đợi duy sen không trả lời đến đấy chúng tôi không còn trao đổi thư từ gì với nhau nữa tôi nghĩ rằng duy sen cưỡng lại tình cảm của tôi và của duy sen là vì không muốn cản trở việc học tập của tôi có lẽ duy sen nghĩ đúng hay cũng có thể vì những nguyên nhân nào khác chăng Dạo ấy tôi đã đau khổ và băn khoăn biết mấy về việc này. Tôi bảo vệ luận án đầu tiên của tôi ở Moscow. Đối với tôi đó là một thắng lợi lớn, một thắng lợi quan trọng. Suốt mấy năm ấy tôi không có dịp về tham làng, rồi chiến tranh bùng nổ. Cuối mùa thu năm ấy, trong khi rời Moscow và tản cư đi Brunze tôi ghé xuống nhà ga mà thầy tôi đã tiễn tôi lên đường. May sao gặp ngay được một chiếc xe ngựa đi về nông trường quốc doanh qua thôn chúng tôi. Ôi quê hương tôi, trong thời chiến tranh gian khổ, tôi đã ghé về thăm người. Tuy nhìn mảnh đất thân yêu đã đổi mới, tôi vui mừng khôn xiết, những thôn ở mới đã mọc lên, nhiều cánh đồng đã cày thêm, nhiều đường xá và cầu cống mới được xây. Nhưng chiến tranh đã gieo màu sắc thê lương vào chuyến gặp gỡ này. Đi đến gần làng, tôi thấy lòng bồi hồi xúc động, từ xa tôi đưa mắt ngắm những con đường làng trước kia không có, những ngôi nhà và những thửa vườn mới rồi nhìn lên ngọn đồi trước đây có ngôi trường cũ của chúng tôi và hồi hộp nghẹn thở trên đồi hai cây phong lớn mọc sát vào nhau đang đung đưa trước gió và lần đầu tiên tôi đã cất tiếng gọi tên người mà suốt đời tôi đã gọi bằng thầy đi sen đi sen tôi thì thầm cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em anh đi sen anh không quên tức là anh vẫn nghĩ đến em biết anh không thể nào khác được Thấy mặt tôi ướt đầm nước mắt Người thanh niên đánh xe ngựa lo lắng hỏi Chị làm sao thế Không có sao đâu Anh có biết ai trong nông trường này không Biết chứ Ở đây toàn người quen cả Thế anh có biết đi sen không Trước kia làm thầy học ấy mà Đi sen Anh ấy đi bộ đội rồi Chính tôi chở anh ấy từ nông trường lên ủy ban tuyển binh Cũng trên chiếc xe này Sắp vào làng tôi bảo anh thanh niên dừng lại Rồi xuống xe Tôi xuống xe và ngẫm nghĩ một lát. Bây giờ mà đi nhà này nhà nọ, thời buổi chiến trinh này mà đi tìm người quen, hỏi người này người khác xem họ có nhớ mình không, tự xưng mình là người làng. Tôi không sao làm được. Đi sen thì đã đi bộ đội rồi. Và chăng tôi đã thề sẽ không bao giờ đến nơi chú thím tôi ở. Người ta có thể tha thứ nhiều điều cho người khác, nhưng một hành động tàn ác như vậy thì không ai có thể tha thứ cho nhau được. Thậm chí tôi cũng không muốn họ biết tôi về làng tôi rời đường cái đi lên phía hai cây phong trên ngọn đồi ôi hai cây phong hai cây phong bao nhiêu nước suối đã trôi đi từ dạo chúng mày hãy còn là hai cây non còn bé thân xanh biếc xin cúi chào hai cây phong hai người bạn hai giọt máu thân thuộc hai chị em ruột thịt của tôi tất cả những gì mà người trồng cây lên và chăm bón cho cây lớn bằng mơ ước bằng tiên đoán nay đều đã thành sự thật thời ấy đã đến nhưng quân thủ đã xâm lấn bờ cõi chúng ta Người ấy lại cầm vũ khí bảo vệ những mơ ước của mình Sao cây gì rào buồn bã như vậy? Cây có điều gì sầu muộn mà nỉ non dầu dĩ như vậy? Hai cây than vãn về nỗi mùa đông sắp đến Và những cơn gió lạnh sẽ tỉa trụi lá trên cành cây Hay nỗi đau buồn của dân ta đang rên rỉ trong thân cây? Phải, mùa đông sẽ lại đến với những cơn giá rét Những trận bão tuyết hãi hùng Nhưng rồi xuân sẽ lại sang Tôi đứng hồi lâu nghe tiếng lá thu xào xạc, máng nước ở chân hai cây phong được ai dọn sạch cách đây không lâu. Trên mặt đất hãy còn thấy vết thủng sâu, trông còn mới. Là nước trong trẻo đầy ấp trong máng chỉ thoáng gợn lên một chút và trên mặt nước rung rinh những chiếc lá phong vàng. Thầy ơi, chắc phút cuối cùng thầy đã đến đây. Đây là vết thủng của thầy. Thầy hãy sớm chiến thắng trở về. Hãy về đây yên lành, khỏe mạnh. Hai cây phong ơi, hãy cầu nguyện cho thầy đứng trên gò tôi có thể trông thấy nóc mái đỏ của ngôi trường mới còn trường chúng tôi thì chẳng thấy còn bóng dáng đâu nữa sau đó tôi xuống đường cái đón một chiếc xe ngựa đi qua và lên ga chiến tranh tiếp diễn rồi kết thúc thắng lợi bao nhiêu hạnh phúc đượm mùi đắng cay đã đến với mọi người lũ trẻ chạy đến trường lưng đeo những chiếc xà cột giã chiến của cha chúng những cánh tay đàn ông lại trở về với công việc đồng áng những người vợ khóc ráo hết nước mắt rồi lặng lẽ dằn lòng chịu đựng cuộc sống quá bụa. Cũng có những người dai dẳng chờ đợi người thân vì không phải ai cũng trở về ngay được. Xin tôi cũng không biết Duy Sen ra sao. Những người làng tôi lên tỉnh nói rằng Duy Sen bị mất tích, ủy ban xã đã nhận được giấy báo tin như thế. Có lẽ anh ta chết rồi cũng nên. Họ phỏng đoán. Thời gian cứ trôi qua mà anh ta vẫn biệt vô âm tín Thế nghĩa là thầy tôi không còn về nữa rồi Tôi thường nghĩ Thế là thầy và em không còn được gặp lại nhau Kể từ cái ngày đáng ghi nhớ Khi chúng ta từ biệt nhau trên sân ga Đôi khi ngẫm nghĩ lại dĩ vãng Tôi cũng không ngờ rằng hóa ra bao nhiêu buồn tủi Đã tích lại trong lòng tôi Năm 46 Vào lúc cuối mùa thu tôi lên đường đi công tác khoa học Ở trường đại học Tomsky Lần đầu tiên tôi đi qua Siberia Vào tiết cuối thu năm ấy miền Siberia thật khắc khổ và ảm đạm. Những cánh rừng già hàng thế kỷ chạy vùn vụt ngoài cửa xe như một bức tường tối sẫm. Những khoảng rừng thưa thấp thoáng những mái nhà đen ngòm của các làng mạc với những cánh đồng lạnh lẽo, tuyết đầu mùa đã phủ xuống. Những đàn quạ sơ xác bay vật vờ trên tuyết. Trời lúc nào cũng xám xịt. Nhưng ngồi trong toa xe tôi vui lắm. Người cạnh tôi trong ngăn toa là một cựu chiến binh, một anh thương binh đi nạn gỗ anh ta kể những chuyện vui, những mẩu giai thoại ở bộ đội làm chúng tôi cười như nắc nẻ. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì cái tài bịa chuyện không cùng của anh ta và sau tiếng cười chất phác không hề có ác ý ấy, bao giờ cũng cảm thấy một sự thật sâu sắc. Trong toa ai cũng mến anh ấy lắm. Qua Novosibirsk, đoàn xe của chúng tôi phải dừng lại một chút ở ngã ba đường sắt nào đấy. Tôi đứng nhìn ra cửa sổ và đang cười vì một câu đùa mới của anh bạn đường. Đoàn xe chuyển bánh, tăng tốc độ, một ngôi nhà gang nhỏ cô đơn lướt qua cửa sổ và đến khi xe đi qua chỗ bẻ ghi tôi bỗng vụt né người lại rồi ghé mặt vào tấm kính đi sen đang đứng đấy anh ấy đứng cạnh chiếc tròi canh tay cầm cờ tín hiệu tôi không biết trong lòng tôi đã diễn ra những gì đứng lại tôi thét vang cả một toa xe và lao ra cửa toa tự mình cũng không biết làm gì nhưng tôi chợt trông thấy cái dây khóa ống hơi hãm xe liền lấy sức giật ra khỏi dấu niêm phong bằng chì các toa xô mạnh vào nhau đoàn tàu đột ngột bị hãm lại và đột ngột lùi về phía sau hành lý để trên giá đổ ầm ầm cốc chén rơi loảng xoảng đàn bà và trẻ con kêu ơi ới có tiếng ai hét thất thanh tàu nghiến phải người rồi tôi chạy ra bậc toa nhảy xuống đất và không trông thấy mặt đất ở dưới chân như nhảy xuống bậc thẳm rồi vẫn thế không trông thấy gì ở trước mặt không hay biết gì nữa tôi lao người chạy về phía trời canh của người bẻ ghi về phía đi sen sau lưng tôi có những tiếng còi tới tấp của các nhân viên coi toa nhiều hành khách cũng nhảy xuống xe và chạy theo tôi tôi chạy một hơi dọc đoàn tàu đi sen cũng đã chạy ngược về phía tôi đi sen thầy tôi vừa gọi vừa lao về phía đi sen người bẻ ghi đứng lại ngỡ ngàng nhìn tôi đó chính là đi sen chính khuôn mặt ấy chính đôi mắt ấy chỉ có điều bây giờ đi sen để ria và trông hơi già đi chị làm sao thế chị người bẻ ghi ân cần hỏi bằng tiếng ca sắc chắc chị nhầm tôi là người bẻ ghi gazin. tên tôi là Benel. nêu không biết làm sao tôi lại có thể kịp nghiến răng lại để đứng kêu lên vì buồn khổ vì đau đớn và hổ thẹn tôi đã làm gì thế này tôi giơ hai tay bưng mặt và cúi đầu tại sao đất ở dưới chân tôi không sụt xuống lý ra tôi phải xin lỗi người bẻ ghi xin lỗi hành khách nhưng tôi cứ đứng im lặng như một tảng đá đám hành khách vây quanh không hiểu tại sao cũng im lặng Tôi biết như thể họ cũng sắp quát mắng trừ bới tôi Nhưng mọi người đều im lặng Và trong cõi im lặng ghê rợn ấy Chợt có tiếng nấc của người đàn bà nào không rõ Khổ thân Cô ấy tưởng tìm được chồng hay anh gì ấy Hóa ra là không phải Đám người xôn xao lên Sao lại thế nhỉ Có ai nói giọng trầm trầm Lạ gì Trong chiến tranh chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu Và cũng còn lại là bao nhiêu cảnh éo le cay đắng Một giọng đàn bà nghẹn ngào đáp Người bẻ ghi gỡ hai tay tôi đang bưng mặt và nói Ta đi đi, tôi đưa chị về toa nhé, ở đây lạnh lắm Anh ấy khoác tay tôi Ở phía bên kia, một người sĩ quan nào đó cũng khoác tay tôi dắt đi Ta đi thôi chị ạ, chúng tôi hiểu hết Người sĩ quan nói Hành khách giãn ra và họ dìu tôi đi như đi đưa đám ma Chúng tôi chậm rãi đi ở phía trước và mọi người bước theo sau những hành khách từ phía tàu đi lại cũng lặng lẽ nhập vào đám đông. Có ai khoác lên vai tôi một chiếc khăn tràng lông. Anh bạn cùng toa của tôi khập khỉnh trên đôi nạng gỗ, đi vượt lên phía trước một chút và nhìn vào mặt tôi. Con người vui tính hay đùa bỡn, tốt bụng và can đảm ấy không hiểu sao bùi ngùi để đầu trần đi bên cạnh tôi. Hình như anh đang khóc, tôi cũng khóc. Và trong tiếng bước chân chậm rãi của đoàn tàu đi dọc các toa xe, trong tiếng gió rít của các hàng dây thép tôi ngỡ chừng như nghe thấy âm thanh của một khúc điếu ca không mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa bên toa xe của chúng tôi viên sa trưởng chặn chúng tôi lại ông ta quát tháo giơ ngón tay lên dọa tôi nói những gì nào là vi phạm luật pháp nào là phạt vi cảnh nhưng tôi lặng thinh không đáp tôi còn thiết gì nữa ông ta dúi vào tay tôi một tờ biên bản bảo tôi phải ký vào nhưng tôi không còn hơi sức cầm lấy cây bút chì nữa. Lúc bấy giờ, anh bạn cùng toa giật lấy tờ giấy trong tay viên sa trưởng, chống nạn tiến đến sát và quát vào mặt ông ta. Ông để cho cô ấy yên, tôi sẽ ký, chính tôi đã giật cái khóa hơi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trên đất Siberia, mảnh đất cổ truyền của dân Nga, đoàn tàu vội vã cướp lại thời gian đã mất, tiếng đàn guitar của anh bạn cùng toa nỉ non buồn bã trong đêm. Tôi cứ mang theo trong lòng dư âm bi thảm sau lần đụng mặt với cuộc chiến tranh đã kết thúc từ lâu ấy như một khúc ca lời diên dỉ của những người phụ nữ Nga quá bụa. Năm qua tháng lại, dĩ vãng đã xa xăm mà hiện tại thì luôn cất tiếng gọi trở về với cuộc sống với những nỗi lo âu bận rộn lớn nhỏ hàng ngày. Tôi lấy chồng muộn nhưng tôi đã gặp được một người tốt. Chúng tôi có mấy đứa con, gia đình chúng tôi sống rất hòa thuận bây giờ tôi là tiến sĩ triết học tôi thường phải đi công tác luôn tôi đã qua nhiều nước thế nhưng chưa bao giờ tôi về làng dĩ nhiên có nhiều lý do nhưng tôi không có ý định thanh minh dù sao tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với người làng đó là một điều không tốt không thể tha thứ được nhưng số phận tôi nó thế không phải tôi quên dĩ vãng không tôi không thể quên được tôi chỉ là xa lánh dĩ vãng mà thôi trên núi có những dòng suối như vậy Một con đường mới được đắp lên Người ta quên bẵng con đường mòn dẫn đến suối Và ngọn suối kia dần dần phủ kín dưới lau lách bụi mờ Đứng xa mà nhìn chẳng còn thấy con suối đâu nữa Và ít khi có ai nhớ đến dòng suối cũ Mà từ đường cái rẽ về bên suối Và một ngày nóng nực để uống cho đỡ khát Nhưng rồi một hôm có người tìm thấy nơi vắng vẻ ấy Rẽ đám lau lách ra và thốt lên Dòng nước mát mẻ trong trẻo lạ lùng đã từ lâu không ai đến khuấy động làm vẩn đục đang chảy lặng lờ sâu thẳm khiến cho khách phải ngạc nhiên khách nhìn xuống nước và trông thấy mình thấy ánh thái dương bầu trời những rặng núi và khách nghĩ rằng không biết đến những nơi như thế này thật là có tội phải kể lại cho bạn bè cùng biết khách nghĩ thế rồi quên bẵng đi cho đến một ngày thấy lại dòng suối lần nữa trong cuộc sống đôi khi cũng phải như vậy có lẽ chính như thế nó mới là cuộc sống tôi sực nhớ đến những ngọn suối ấy cách đây không lâu khi ghé về thăm làng chắc anh ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại bỏ cucureo ra đi một cách đột ngột như vậy phải chăng không thể kể cho mọi người ở đây nghe tất cả những điều mà tôi đang kể cho anh nghe không phải lúc bấy giờ tôi bối rối quá tôi xấu hổ tôi thẹn cho mình quá nên phải bỏ đi ngay Tôi đã hiểu ra rằng tôi sẽ không tài nào gặp lại Đi Sen Không thể nào dám nhìn thẳng vào mắt Đi Sen được Tôi cần phải bình tâm lại Sắp xếp lại những ý nghĩ đang dối tung Dọc đường suy nghĩ lại Tất cả những điều tôi muốn nói Không những với các bạn cùng quê Mà còn nói với những nhiều người khác nữa Tôi còn thấy mình có tội nữa Vì tôi không phải là người có quyền được trọng vọng đủ điều như vậy Được ngồi ở chỗ danh dự trong buổi khánh thành trường mới đó trước hết là quyền của người thầy đầu tiên của chúng ta, người cộng sản đầu tiên trong làng của chúng ta, thầy Duy Sen Gia cả. Thế nhưng sự việc đã diễn ra trái hẳn, chúng ta ngồi quanh bàn tiệc, còn con người vàng ngọc ấy thì đang hối hả chạy đi đưa thư, vội vã chuyển những bức điện chúc mừng của học trò cũ mình về kịp lễ khánh thành. Mà đây không phải là một trường hợp duy nhất, tôi đã nhiều lần thấy như vậy, cho nên tôi thường tự hỏi chúng ta đã bỏ mất cách biết trân trọng con người bình thường như lenin từng trân trọng tự bao giờ may thay giờ đây chúng ta nói lên những điều như thế một cách thẳng thắn không kèm theo chút đạo đức giả nào cũng rất hay là ngay cả trong việc này chúng ta đã cùng đến sát với lenin hơn lớp thanh niên không biết rõ đi sen trước kia là một người thầy như thế nào còn thế hệ cũ thì nhiều người không còn nữa không ít học trò cũ của đi đã hy sinh trong chiến tranh họ đã là những chiến sĩ xô viết chân chính lẽ ra tôi phải nói cho thanh niên hiểu rõ thầy duy sen ai ở địa vị tôi đều có nhiệm vụ làm vậy nhưng tôi lại không về làm tôi không hề biết gì về duy sen và với thời gian hình ảnh của thầy tôi đối với tôi dường như đã biến thành một thành tích vô giá được giữ gìn trân trọng trong cõi tĩnh mịch của một viện bảo tàng tôi sẽ trở về gặp thầy tôi và tôi sẽ chịu tội trước thầy tôi sẽ xin người tha thứ Tôi định khi nào đi Moscow về, sẽ đến Kukureo và đề nghị với dân làng đặt tên cho nhà trường ký túc mới là trường Duy Sen. Phải, trường phải mang tên người nhân viên nông trường giản dị ngày nay làm nghề đưa thư ấy. Tôi hy vọng rằng với tư cách là một người cùng quê, anh sẽ ủng hộ đề nghị của tôi. Tôi xin anh làm như vậy. Ở Moscow bây giờ đã hơn một giờ đêm, tôi đứng trên bao lơn tòa khách sạn nhìn những ánh đèn lấp lánh tỏa rộng trên thủ đô và nghĩ đến lúc tôi sẽ trở về làng tìm gặp đi sen và hôn lên chồng dâu bạc của thầy tôi mở tung các cửa sổ một luồng gió mát lùa vào phòng trong ánh lê minh xanh nhạt đang sáng dần tôi nhìn kỹ những bản nghiên cứu phác thảo của bức tranh tôi vừa khởi công làm những bức vẽ ấy nhiều lắm tôi đã nhiều lần vẽ đi vẽ lại từ đầu nhưng bây giờ mà nói về toàn bộ bức tranh thì hãy còn sớm tôi vẫn chưa tìm ra cái chính. Tôi đi đi lại lại trong cảnh tĩnh mịch của buổi lê minh và cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Và lần nào cũng đều như thế, lần nào tôi cũng lại thấy rõ ràng bức tranh của tôi chỉ mới là một ý đồ. Tuy vậy, tôi vẫn muốn nói với các bạn về tác phẩm dở dang của tôi. Tôi muốn hỏi ý kiến các bạn. Chắc là các bạn cũng đoán ra rằng bức tranh của tôi dành cho người thầy đầu tiên của làng chúng tôi, người cộng sản đầu tiên, ông già, đi xem. Nhưng tôi chưa hình dung được rõ liệu tôi có thể dùng thuốc vẽ mà thể hiện được cuộc sống phức tạp, đầy đấu tranh ấy, những nẻo đường đời và những tình cảm muôn màu muôn vẻ của con người ấy không? Làm sao cho khỏi sánh mất bát nước đầy? Làm sao trao được đến tận tay các bạn, những người cùng thời đại với tôi? Làm thế nào cho ý đồ của tôi không phải chỉ thấu đến các bạn, mà còn trở thành một công trình sáng tạo chung của chúng ta? Tôi không thể không vẽ bức tranh này, nhưng sao tôi thấy băn khoăn, lo lắng quá? Có khi tôi tưởng trường rồi sẽ chẳng ra gì hết Và những lúc ấy tôi lại nghĩ Tại sao số phận lại chớ treo đặt cây bút vẽ vào tay tôi làm gì Thật là một cuộc sống khổ ải Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh nên nỗi Dù có phải chuyển núi rời sông tôi cũng sẵn sàng Và những khi ấy tôi nghĩ Hãy nhìn đi, hãy nghiên cứu, chọn lọc Hãy vẽ hai cây phong của Duy Sen và Antinai Chính hai cây phong đã cho tuổi thơ của mày bấy nhiêu giây phút sướng vui mặc dù mày không biết rõ sự tích của chúng. Hãy vẽ một đứa bé đi chân không, Ra xám nắng. Nó trèo lên cao, thật là cao, và ngồi lên một cành phong, đôi mắt hân hoan, nhìn vào cõi xa xăm, kỳ ảo. Hay là vẽ bức tranh đề là Người thầy đầu tiên. Đó có thể là lúc Bi Sen bế trẻ con qua con suối và cạnh đấy, trên những con ngựa Non nê hung dữ, những con người đần độn, mũ da, cáo đỏ đang đi qua chế giễu ông. Nếu không, thì hãy vẽ người thầy giáo tiễn Antinai lên tỉnh. Mày còn nhớ khi ông cất tiếng gọi Antinai lần cuối cùng? Hãy vẽ một bức tranh như thế, sao cho bức tranh ấy giống như tiếng gọi của Duy Sen mà đến ngày nay Antinai vẫn còn nghe vẳng lại, sẽ vang rộn mãi trong lòng mỗi người. Tôi tự nhủ như vậy, tôi tự nhủ điều này, điều nọ khá nhiều, nhưng tôi không phải bao giờ cũng làm được. Ngay giờ đây, tôi cũng chưa biết bức tranh tôi sẽ vẽ ra sao. Nhưng có một điều tôi biết chắc Tôi sẽ tìm tòi Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và comment dưới video nhé Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe kể chuyện hay Các bạn cũng có thể theo dõi những câu chuyện hấp dẫn khác Tại đây hoặc tại đây Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau